MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tin có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Đại Đạo Trận Pháp tập 46. Mặc dù không biết tiểu công tử này rốt cuộc có thân phận gì, nhưng có thể lấy được ấn tín của thượng quan gia và cố gia, hiển nhiên hậu trường rất cứng, không thể đắc tội. Cố sư phụ lại nhìn không được quan sát kỹ càng Mặc Hỏa thêm vài lần. Mặc Hỏa không khỏi hỏi, ta không giống trận sư sao? Cố sư phụ lắc đầu, không giống. Mặc Hỏa hiếu kỳ, không giống chỗ nào? Cố sư phụ châm trước nói, trận sư bình thường, không có tuổi nhỏ như vậy, hơn nữa tính tình bình thường tương đối kém, ánh mắt phải nhìn lên trời, sẽ kiêu căng, hoặc là kiêu ngạo một chút. Tuổi còn nhỏ, độ lượng lớn, dáng dấp đẹp mắt, tính tình cũng đáng yêu, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Thật đúng là hiếm lạ. Mặc Hỏa thấy cố sư phụ khen mình, vừa rồi không vui một chút, cũng không so đo. Cố sư phụ nghĩ nghĩ, lại chắp tay thẳng thắn thành khẩn nói. Lần này là ta không đúng, lời nói mạo phạm, kính xin tiểu công tử chớ trách. Nếu tiểu công tử không chê, ta mời ngươi đi đến tiểu lâu trong thành, xem như là bồi tội. Mặc Hỏa cười cười. Vì cố sư phụ này làm người ngược lại vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Nhưng thời gian của hắn có hạn, cũng không còn kịp nữa. Mặc Hỏa liền nói cảm ơn cố sư phụ, nhưng tông môn tuần hưu hữu hạn, ta muốn trở về tu hành, sau này nếu có rảnh, lại đến thỉnh giáo cố sư phụ một vài vấn đề, kính xin cố sư phụ vui lòng chỉ giáo. Cố sư phụ lại mời mấy lần, thấy Mặc Hỏa đã quyết, cũng không miễn cưỡng, liền nói. Lần sau lại đến, ta nhất định chiêu đãi thật tốt. Cảm ơn cố sư phụ. Mặc Hỏa đứng dậy rời đi, nhưng vừa quay đầu, lại nhìn thấy đệ tử vừa rồi gọi là Đại Xuyên, đứng ở đằng xa, thần sắc có chút lo lắng. Dường như có việc gấp, nhưng lại không dám quấy rầy, đợi rất lâu. Cố sư phụ cũng phát hiện Đại Xuyên, liền gọi hắn tới, hỏi. Chuyện gì? Đại Xuyên liền nói, sư phụ, bếp lò lại hỏng. Cố sư phụ cau mày nói, hỏng rồi thì đổi cách khác, không phải có rất nhiều lò sao? Đại Xuyên chua xót nói, luyện khí luyện đến một nửa, không có cách nào đổi, đổi thành phôi bên trong dễ hỏng, hơn nữa. Một lần nữa đốt lò, lại phải tốn linh thạch. Cố sư phụ hỏi, xi xẻo ở chỗ nào? Đại Xuyên nói, cũng như lúc trước, chỉ mất một thời gian dài thôi, trận pháp đã hóa. Cố sư phụ nhíu mày. Mặc Hỏa thấy thế liền nói, để ta xem một chút. Cố sư phụ nói cho hắn biết rất nhiều tri thức luyện khí, cũng coi như là giúp mình một đại ân. Loại chuyện tiện tay mà thôi, chính mình thuận tay giúp một chút, cũng coi như là trả lại phần nhân tình. Sau này có việc, lại nhờ cố sư phụ hỗ trợ, cũng dễ mở miệng. Hơn nữa lúc đến, hắn đều nhìn qua. Trong luyện khí hành, lò luyện khí dùng đều rất cũ kỹ, trận pháp bên trong cũng không quá cao thâm, nhắm mắt cũng có thể vẽ. Cố sư phụ nhìn nhìn Mặc Hỏa, lại có chút chần chờ. Là trận pháp nhị phẩm trung giai. Không sao, Mặc Hỏa nói. Nhị phẩm trung giai, ta cũng biết một chút. Cố sư phụ nhất thời nghe không hiểu. Cái gì gọi là nhị phẩm trung giai, người cũng biết một chút. Tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, làm sao học trận pháp nhị phẩm trung giai? Mặc dù mình không phải trận sư, nhưng cũng không phải là không có thưởng thức. Mặc Hỏa lại đã tính trước, nói với Đại Xuyên ở bên cạnh, mang ta đi xem một chút đi. Đại Xuyên có chút khó xử, hắn nhìn nhìn Mặc Hỏa, lại nhìn cố sư phụ một chút, không biết làm sao mới tốt. Cố sư phụ thở dài, gật đầu nói. Đi xem một chút đi. Nhưng một cái lò luyện khí nhị phẩm. Tình huống xấu nhất, cũng chỉ là tu hư, không có gì khác biệt so với hiện tại. Chỉ là đến tiền viện, nhìn thấy cái lò luyện khí bị hỏng kia, cố sư phụ vẫn nhíu mày. Lò bị mở ra, trận pháp phía trên phai màu hơn phân nửa, đích thật là vấn đề trận pháp. Nhưng lò luyện khí đã bị lửa đốt, vừa tháo xuống, vách trong vẫn đỏ bừng. Trận bút nhị phẩm bình thường cũng không chịu được loại nhiệt độ cao này. Chỉ có thể chờ một hai canh giờ, để cho lò luyện khí tự làm lạnh, bằng không thì không vẽ được trận pháp. Tiểu công tử, ta thấy hay là thôi đi, chuyện này. Cố sư phụ nói được một nửa, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy Mặc Hỏa, lấy ra một bình linh mực, sau đó ngay cả bút cũng không dùng, bàn tay nhỏ nhắn khẽ móc, linh mực hỏa hệ màu đỏ, tựa như một con rắn nhỏ, tự mình từ trong bình bơi ra. Sau đó Mặc Hỏa lại chỉ một ngón tay. Linh mực ở trên không trung, vẽ ra một con đường uốn lượn, cuối cùng du động đến vách trong của lò luyện khí màu lửa đỏ. Sau đó bàn tay nhỏ của Mặc Hỏa, leng keng, mấy cái, ngón tay hư ảo.
Không lâu sau, một trận pháp nhị phẩm dung hỏa 16 văn thình lình hiện lên trên luyện khí lô. Hơn nữa trận văn nghiêm mật, bút pháp nghiêm cẩn, không sai lệch chút nào. Luyện khí sư ở phụ cận, vô luận tuổi già trẻ, tu vi cao thấp, kiến thức nhiều ít, đều nhìn đến ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt đó, bọn họ đều có chút hoảng hốt. Trận sư, là như vậy sao? Trận pháp, là vẽ như thế này sao? Mặc họa lại giống như là làm một việc nhỏ không đáng kể, Thu Linh mực còn lại vào, phất phất tay, cáo từ nói. Ta đi trước. Cố sư phụ có vẻ hơi ngốc trẻ gật gật đầu, thậm chí như quên tất cả. Mãi đến khi mặc họa đi xa, hắn mới giật mình phục hồi tinh thần lại. Cố sư phụ nhìn bóng lưng mặc họa rời đi, nhíu mày trầm tư nói. Tiểu công tử này, rốt cuộc có lai lịch gì? Thủ đoạn trận pháp, tuy xem không hiểu, nhưng khiến người ta bị rung động lớn. Đối xử với mọi người cũng rất chân thành, cũng có bối cảnh. Cũng không biết có thể hay không. Cố sư phụ ngẩng đầu, nhìn một chút một đám luyện khí sư và học đồ chung quanh, thở dài thật sâu. Những người này đi theo mình lăn lộn, dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút đường sống. Không thể để bọn họ đi theo mình, ở trong tòa thành hoang phế hẻo lánh này. Sắc trời đã tối. Mặc họa ngồi một mình trên xe ngựa, bước lên con đường rời khỏi Cô Sơn Thành. Hắn muốn đi đường ban đêm. Thời gian nghỉ tuần rất ngắn, hắn còn muốn đi thăm Hoàng Sơn Quân, cho nên không có thời gian nghỉ ngơi. Dù sao buổi tối cũng đi đường lớn, bình thường không có gì nguy hiểm. Nếu gặp phải nguy hiểm, có bóng đêm yểm hộ, ngược lại bản thân an toàn hơn chút. Chuyện Cô Sơn Thành, Mặc Hòa vẫn cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng là một cái tiên thành tam phẩm, vì sao kim đan lại ít như vậy? Hơn nữa còn nhìn hoang vu như vậy. Nhưng hành trình lần này vội vàng, hắn cũng không kịp hỏi kỹ, lần sau có cơ hội rồi nói sau. Vẫn là đi đường quan trọng hơn. Vì thế Mặc Hòa liền dọc theo đại đạo, vòng đường xa, chạy về phía miếu hoang núi Khô Hoàng Sơn Quân. Bóng đêm nặng nề, núi non mờ mịt. Nhìn nguy hiểm, nhưng cũng một đường yên tĩnh. Mắt thấy lại đi một canh giờ nữa, liền muốn tới núi Khô, liền có thể gặp được Hoàng Sơn Quân. Nhưng khi đi ngang qua một tòa tiên thành, Mặc Hòa bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng. Hắn cảm thấy, phụ cận tựa hồ, có chuyện gì phát sinh? Sẽ có chuyện gì xảy ra? Mặc Hòa nhíu nhíu mày, thò đầu nhìn ra ngoài xe. Bên ngoài, bóng đêm rất sâu. Xe ngựa chạy trên đường, bên trái cách đó không xa là một tòa tiểu tiên thành, bên phải là một mảnh núi hoang. Mặc Hòa chần chờ một chút, quyết định vẫn là đi xuống xem một chút. Hắn khống chế xe ngựa ngừng lại, sau đó nhảy xuống xe, buộc ngựa ở phụ cận, buông ra thần thức. Cảm giác lấy khí tức nhân quả không biết. Có một tia huyết sắc. Còn có sát ý nhàn nhạt. Mặc Hòa ẩn thân, lần theo tia khí cơ này, bước chân vô thanh vô tức, hướng núi hoang bên phải đi đến. Cỏ khô khắp nơi, bụi gai mọc thành bụi. Núi đá cũng lởm chởm, dẫm ở dưới chân, có chút cấn chân. Đi thời gian một nén nhang, Mặc Hòa phát hiện dị thường, dừng bước, ngồi xổm người xuống, nhìn về phía mặt đất, ánh mắt hơi trầm xuống. Trên mặt đất có vết máu. Còn chưa khô, dường như vừa chảy không bao lâu. Đá vụn là loạn đấy. Dường như có người toàn lực chạy qua. Không trung còn sót lại mùi máu tươi nhàn nhạt, còn có khí tức linh lực nhàn nhạt. Đây là... Mặc Hòa trong lòng hơi run. Có người đang bị đuổi giết. Hơn nữa khí cơ nhân quả có chút âm trầm, còn có chút quen thuộc. Mặc Hòa ngưng thần diễn toán, bỗng nhiên khẽ giật mình. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy trong núi hoang sắc đêm u ám. Hai người áo đen đang đuổi giết một thiếu niên. Ánh trăng lạnh lẽo, trên đao dính ánh sáng lạnh lẽo. Trên người thiếu niên chảy máu. Hình ảnh này chợt lóe lên. Lúc Mặc Hòa nhìn lại, tất cả quang ảnh đều vỡ vụn, tiêu tán hầu như không còn. Thiếu niên. Mặc Hòa lộ ra ánh mắt đăm chiêu, sau đó bảo trì ẩn nấp, tiếp tục đuổi theo. Dọc theo vết máu và khí tức, lại đuổi theo vài dặm đường, từ đường núi hẹp quanh co đi ra, địa hình nhất thời rộng mở. Nhưng mùi máu tươi trên không trung cũng nồng nặc lên. Khí tức linh lực lưu lại cũng càng rõ ràng. Rõ ràng đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Mặc Hòa trong lòng dùng mình, thần thức quét một chút, liền thấy trên sườn núi phía trước cách đó không xa, có một vũng máu lớn, mặt đất núi đá vỡ nát, một ít bùn đất có sụp đổ. Xung quanh còn có linh khí cắt, cùng dấu vết pháp thuật thiêu đốt. Nếu như Mặc Hòa đoán không sai, thiếu niên đang chạy trối chết kia, ở chỗ sườn núi rộng lớn này, bị người áo đen đuổi kịp. Sau đó hai bên giao chiến, một phen chém giết, thiếu niên không địch lại, bị tu sĩ áo đen bắt được. Hẳn là còn chưa có chết.
hoặc ít nhất trước mắt còn chưa có chết. Nếu không, hiện trường lưu lại cũng không phải là vết máu, mà là thi thể, ít nhất là huyết nhục tàn chi. Bị bắt rồi, nhưng vẫn chưa giết. Hẳn là ở gần đây. Ánh mắt Mạc Họa trầm xuống, còn người thâm thúy, thần thức phóng ra ngoài đến cực hạn, sau một lát, đôi mắt sáng lên. Phụ cận có một sơn động bí mật. Bên trong động có mấy đạo khí tức mơ hồ. Mạc Họa thi triển tiểu ngũ hành nặc tung thuật, cùng thổ mộc xung quanh khí tức núi đá hòa làm một thể, bước chân im lặng, chậm rãi tới gần hang động. Lúc đến gần cửa động, bên trong quả nhiên có động tĩnh, khí tức cũng rõ ràng lên. Tổng cộng có ba người, đều là tu vi trúc cơ sơ kỳ. Bên trong hình như còn có tiếng cha hỏi. Tiểu tử thối, ai bảo ngươi tới? Nói mau, đồng bọn của ngươi ở đâu? Đến tột cùng là có mục đích gì? Ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Sau đó là thanh âm roi quật dùng hình, một lúc lâu sau, có giọng nói trẻ tuổi, khí tức mỏng manh, đứt quãng nói. Ta, không biết, khổ. Mạc Họa ngẩn ra. Giọng nói này, rất quen thuộc. Hắn chậm rãi đi vào cửa động, thò đầu nhìn vào bên trong, phát hiện ánh đèn lờ mờ bên trong, một thiếu niên bị trói, vẻ mặt máu tươi. Hai tu sĩ mặc áo đen che mặt, ánh mắt dữ tợn. Thiếu niên kia, Mạc Họa nhìn một hồi, giật mình ngẩn ra. Lại là đồng môn của mình. Hách Huyền. Thái Hư môn có rất nhiều đệ tử cùng giới, Mạc Họa cũng không phải đều biết. Nhưng Hách Huyền Mạc có ấn tượng. Hắn cùng mình ở chung một chỗ, mặc dù gặp nhau không nhiều, nhưng bình thường cũng quen mặt, quan hệ cũng tạm được. Trận pháp giao bài tập rất kịp thời, thái độ rất nghiêm túc, đối xử với mọi người cũng rất hòa khí. Mấu chốt là, hắn gọi mình là tiểu sư huynh. Hơn nữa, còn mời mình ăn qua đùi gà. Xem như người một nhà. Mà lúc này, Hách Huyền đã từng một mặt hòa khí, lại đầy người vết thương, khí tức hấp hối. Hai tu sĩ áo đen kia vẫn đang tra hỏi hắn. Nhưng Hách Huyền lại tựa hồ, đích xác cái gì cũng không biết, cũng nói không nên lời. Hai tu sĩ áo đen kia liền nhíu mày. Cạy miệng không mở ra được. Làm sao bây giờ? Hay là... Một người trong đó, cũng tay làm đao, làm cái thủ thế, trong ánh mắt dâng lên sát ý. Mạc Họa cả kinh. Hai người áo đen này, thân phận gì? Đệ tử Thái Hư Môn, dòng chính thế gia, nói giết liền giết. Còn người Hách Huyền cũng chấn động. Hắn ta thở dài một hơi, vội nói. Ta là dòng chính Hách gia Càn Học Châu, cha mẹ đều là kim đan hậu kỳ, có lão tổ tông động hư cảnh. Ta là con cháu dòng chính thế gia, các ngươi. Một người áo đen trong đó cười lạnh nói. Chỉ như vậy, ai còn không phải. Một tu sĩ áo đen khác lập tức tát hắn một cái, lạnh lùng nói. Câm miệng. Tu sĩ áo đen lúc trước tự biết lỡ lời, che mặt, sắc mặt trắng bệch, không dám nói lời nào. Hách Huyền cũng hiểu được, ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Sắp bị diệt khẩu. Bọn họ. Không đợi hắn nghĩ thêm gì nữa, một tu sĩ áo đen trong đó đã sớm giơ đồ đao lên, lưỡi đao lóe lên bạch quang dày đặc. Đúng lúc này, cửa động bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thanh thúy. A, à, tiếng kêu này, tựa hồ thập phần sợ hãi. Sau đó có người nhanh chân bỏ chạy. Tiếng bước chân càng lúc càng xa. Mấy người trong sơn động đều ngây ngẩn cả người. Đồ đao dơ lên cũng dừng lại. Người áo đen tức giận, có người. Tại sao lại bị phát hiện? Lời nói vừa rồi, cũng đều bị hắn nghe được. Hắn còn chạy. Một hắc y tu sĩ trong đó cả giận nói, mau đuổi theo. Đừng để lộ phong thanh. Được. Một người áo đen khác liền thi triển thân pháp, hướng ngoài động đuổi theo. Nhưng hắn không có đuổi theo bao lâu, ngoài động liền, ầm ầm, một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì đó nổ tung, sau đó một tiếng hét thảm vang lên. Sau đó liền lặng yên không tiếng động. Con người của tu sĩ mặc áo đen lưu lại trong sơn động co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Hắn muốn gọi tên người kia, nhưng lời đến bên miệng lại bị hắn nuốt xuống. Không thể để lộ tiếng gió. Không thể tiết lộ thân phận. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đợi một lúc lâu, ngoài động vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Bóng đêm thâm trầm, núi rừng không tiếng động. Chỉ là chợt có cú đêm hí vang, làm cho lòng người phát lạnh. Lông mày tu sĩ áo đen không ngừng rung động. Hắn cảm thấy có một loại nguy cơ sinh tử quanh quẩn trên đỉnh đầu mình, làm cho hắn thở mạnh cũng không dám. Hắn nắm chặt lưỡi đao, gắt gao nhìn chằm chằm cửa động, vẻ mặt đề phòng, ánh mắt một khắc cũng không dám rời khỏi. Sợ không chú ý sẽ có người xông vào trong động lấy tính mạng của hắn. Nhưng loại rằng con này cực kỳ hao phí tâm thần,
Tu sĩ áo đen giật mình cảm thấy, dường như hắn đang đối địch với cả đêm tối thâm trầm. Bốn phía đều là hung cơ. Hắn nhìn không được, muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Tu sĩ áo đen nuốt ngụm nước bọt, gian nan dịch bước, chậm rãi đi ra ngoài động. Nhưng ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bóng đêm đen kịt bên ngoài động, lại không chú ý đến dưới chân. Khi hắn tới gần cửa động, ánh sáng vàng chợt lóe. Máu tươi văng khắp nơi. Hai chân của tu sĩ áo đen bị ánh sáng trận pháp màu vàng cắt đến mức vết máu trải rộng, gân chân đứt đoạn. Tu sĩ áo đen ánh mắt hoảng sợ. Trận pháp trung cấp, lúc nào? Không kịp ngẫm nghĩ, đau đớn trong nháy mắt tràn ngập ra, tu sĩ áo đen kêu rên một tiếng, sau đó hai chân đứt gãy, thân thể không khống chế được tê liệt ngã xuống đất. Sau một lát, ánh lửa đột nhiên nổi lên. Từng quả cầu lửa, cắt qua đêm tối, không ngừng nghỉ đánh vào người hắn. Tu sĩ áo đen cố gắng giãy giụa, nhưng nhục thể của hắn không chịu được lực sát thương của trận pháp, cùng với hỏa cầu liên tục không ngừng nổ tung, cùng hỏa hệ linh lực bị tổn thương. Thương thế trên người hắn càng ngày càng nặng. Không biết qua bao lâu, dưới sự tàn phá liên tiếp, khí tức của tu sĩ áo đen dần dần yếu đi, thậm chí là tiêu tán. Tu sĩ áo đen tắt thở, thành một cỗ thi thể. Hỏa cầu ngừng lại một chút, nhưng cũng chỉ ngừng một chút. Sau đó ánh lửa lại lên, tiếp tục oanh tạc, đem toàn thân tu sĩ áo đen đều nổ mấy lần. Đêm khuya đen kịt, sơn động ẩn nấp. Sau khi tu sĩ áo đen không biết tên bị giết, thi thể vẫn bị ngọn lửa bùng nổ cắn nuốt. Hách Huyền sắc mặt trắng bệch. Trận pháp giết người, hỏa cầu tiên thi, nấp trong bóng tối, tâm ngoan thủ lạc. Đây rốt cuộc là người nào? Quá hung tàn. Bỗng nhiên, hỏa cầu thuật dừng lại. Trong sơn động cũng yên tĩnh trở lại. Hách Huyền lúc này mới phát hiện, trong sơn động này, chỉ còn lại có một mình sống. Mà cho dù mình không nhìn thấy, nhưng trong bóng tối đối diện, tựa như có đồ vật gì đó liếc mắt nhìn mình một cái, sau đó liền chậm rãi hướng mình đi tới. Ánh mắt Hách Huyền sợ hãi, tay chân lạnh lẽo, nhìn không được run lẩy bẩy. Đừng, ngươi đừng tới đây. Nhưng bóng đen kia lại càng lúc càng gần. Loại cảm giác áp bách trong tối tăm kia lại càng ngày càng mạnh. Ngay khi Hách Huyền hoảng sợ tột cùng, trên mặt không còn chút máu. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen thấp bé. Sau đó bóng tối dần dần ngưng thực. Bóng người hiện lên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ đáng yêu. Hách Huyền, ta tới cứu ngươi. Mặc Họa lộ ra nụ cười ngây thơ. Hách Huyền sửng sốt một chút, sau đó cả người đều choáng váng. Trong nháy mắt đó, hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Tất cả đều có vẻ không chân thực. Bất kể là tu sĩ áo đen đuổi giết hắn, hay là Mặc Họa cứu hắn. Phảng phất chính mình mở mắt tỉnh lại, mặt trời chiếu vào. Chính mình sẽ nằm ở trên giường đệ tử cư, sau đó đi không tình nguyện đi lên lớp. Hách Huyền nhắm mắt lại, lại mở mắt ra. Không phải là mộng. Đêm vẫn khuya như vậy. Trong núi hàn ý vẫn nặng như vậy. Máu trên trán nhỏ vào trong mắt, khóe mắt nóng rát đau đớn, trên người cũng đều là vết thương, xiềng xích trói hắn, cũng xiết vào huyết nhục của hắn. Ánh đao trắng hiếu treo trên đỉnh đầu mình khi nãy vẫn còn mới mẻ trong ký ức. Là chân chính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hách Huyền sửng sốt hồi lâu, nhìn Mặc Họa, bỗng nhiên lệ nóng doanh tròng. Mặc Họa. Hắn nhìn Mặc Họa, giống như nhìn thấy người thân của mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn nào phải chịu tội như vậy, suýt chút nữa mất mạng. Mặc Họa cởi xiềng xích cho Hách Huyền, còn cho hắn đan dược chữa thương cầm máu dưỡng khí. Thương thế của hắn cũng dần dần có chuyển biến tốt đẹp, khí tức cũng dần dần trầm ổn xuống. Hách Huyền triệt để thở dài. Còn tưởng rằng, ta phải treo ở chỗ này. Mặc Họa suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Trên người ngươi không có đạo phù kia sao? Bảo mệnh dùng, kim quang lóng lánh. Hách Huyền ngẩn ra, bổn mệnh trường sinh phù sao? Mặc Họa gật đầu. Hắn vừa mới nghe Hách Huyền tự mình nói, hắn là dòng chính Hách gia, có lão tổ tông động hư cảnh. Hách Huyền lắc đầu, thổn thức nói. Phù lục chân quý như vậy, ta xứng chỗ nào à? Ta ngược lại là có một lão tổ tông động hư cảnh, nhưng lão tổ tông thế nhưng là có rất nhiều, tăng tôn huyền tôn giống như ta. Trừ phi linh căn của ta đoạt thiên địa tạo hóa, căn cốt vang dội cổ kim. Hoặc là huyết mạch của ta đặc thù, là hương hỏa duy nhất của lão tổ tông, nhất mạch đơn truyền, chết thì tuyệt hậu, nếu không lão tổ tông là không có khả năng vì ta mà trồng bản mệnh trường sinh phù. Trồng loại phù này, sẽ hao tổn tu đạo bản nguyên. Một lão tổ động hư, cả đời đại khái cũng chỉ có thể trồng một quả. Cho nên, trừ phi đại nạn của bọn họ sắp tới, hoặc là đời này tu đạo vô vọng,
bằng không thì không có khả năng tự tổn bản nguyên, đoạn tuyệt con đường, đi trồng loại bản mệnh trường sinh phù nghịch thiên này cho hậu bối của mình. Bản mệnh, trường sinh, phù, có hai chữ, trường sinh, thật sự tương đương với một cái tính mạng khác. Mặc Hòa nghe vậy, trong lòng khiếp sợ. Hắn biết phù trường sinh bản mệnh quý giá, nhưng không ngờ lại quý giá như vậy. Động hư một đạo bản nguyên, một tính mạng của con cháu. Lập tức Mặc Hòa nhíu mày, nhớ tới tiểu sư huynh cùng tiểu sư tỷ của mình. Ban đầu ở ngoài Ly Sơn Thành, tiểu sư huynh và tiểu sư tỷ vì cứu mình, cũng vì đối phó thánh tử và đám ma tu kim đan dưới trướng hắn, đã đánh nát bản mạng trường sinh phù. Bản mệnh trường sinh phù vừa vỡ, vậy sau này bọn họ chẳng phải là không còn phù lục bảo mệnh sao? Phù triện chân quý như thế, trồng một đạo đã vô cùng xa xỉ, hẳn là sẽ không còn động hư, trồng đạo thứ hai cho bọn hắn đi. Mặc Hòa thở dài, thần sắc rất là lo lắng. Cũng không biết tiểu sư huynh và tiểu sư tỷ có xảy ra chuyện gì hay không. Hách Huyền còn tưởng rằng Mặc Hòa đang lo lắng cho mình, càng thêm cảm động, an ủi Mặc Hòa nói. Yên tâm đi, ta không sao. Mặc Hòa, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hách Huyền suy nghĩ một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói với Mặc Hòa. Mặc Hòa, đã cứu mạng ta, từ nay về sau, ngươi chính là sư huynh ruột của ta. Mặc Hòa an ủi hắn nói. Đây là việc ta nên làm, không cần để ở trong lòng. Hách Huyền lại một mặt cố chấp. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nghi ngờ nói. Đúng rồi, Mặc, tiểu sư huynh, hai hắc y tu sĩ kia đều do ngươi giết sao? Ngươi từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết trận pháp chứ. Mặc Hòa trừng mắt nhìn, thở dài. Kỳ thật tu vi của ta rất kém cỏi, căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn, chỉ là sớm bày ra trận pháp, lấy hữu tâm tính vô tâm, lúc này mới may mắn giải quyết hai người này. Lập tức Mặc Hòa lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hiện tại nhớ tới, vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ. Hách Huyền gật đầu, thì ra là thế. Nhưng hắn chỉ một hồi, bỗng nhiên sững sờ, phát giác không đúng. Không đúng, người kia là bị hỏa cầu thuật đánh chết, hơn nữa sau khi đánh chết, ngươi còn dùng hỏa cầu thuật tiên thi. Nhưng quá hung tàn. Hơn nữa thủ pháp lão luyện, thong dong có thừa, tuyệt đối không giống dáng vẻ may mắn. Mặc Hòa ngẩn ra, vỗ vỗ bả vai Hách Huyền, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đó là ảo giác của ngươi, ngươi bị thương, có chút hoảng hốt, nhìn lầm. Hai người kia đều chết trong trận pháp, không liên quan gì đến ta. Hách Huyền thần sắc mờ mịt. Ta, hoảng hốt sao? Mặc Hòa thấy thế, lập tức nói sang chuyện khác. Đây đều là việc nhỏ, đúng rồi, ngươi làm sao lại bị hai người này truy sát? Hai người này là ai? Sự chú ý của Hách Huyền quả nhiên bị rời đi, gã suy nghĩ một chút, bỗng nhiên giật mình nói. Còn có người khác? Người khác nào? Mặc Hòa hơi giật mình. Người bị đuổi giết, Hách Huyền vội la lên. Mặc Hòa nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hách Huyền liền kể lại đầu đuôi. Năm người chúng ta, còn có Trình Mặc, Tư Đồ Kiếm, vốn là nhận treo thưởng, đến tiên thành phụ cận làm nhiệm vụ. Sau khi làm xong nhiệm vụ, liền kết bạn trở về, nhưng đi ngang qua núi hoang, liền thấy một đám tu sĩ lén lút, che mặt, vác túi, đẩy cái dương, không biết đang làm cái gì. Chúng ta cảm thấy khả nghi, liền âm thầm theo dõi bọn họ. Nhưng cũng không lâu lắm, đã bị bọn họ phát hiện, vừa thấy chúng ta, sắc mặt bọn họ đại biến, nhao nhao rút đao kiếm ra, đánh về phía chúng ta. Chúng ta đánh một hồi, nhưng ít không địch nhiều, không phải đối thủ, chỉ có thể chạy tứ tán. Trước khi trốn, ta vừa vặn liếc thấy, những bao tải kia của bọn họ, còn có trong dương. Hách Huyền dừng một chút, lạnh giọng nói tất cả đều là người. Người. Mặc Hòa thần sắc ngẩn ra, sau đó giống như nhớ tới cái gì, ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một tia hàn quang. Lại là, bọn buôn người. Chúng ta làm sao bây giờ? Hách Huyền vô thức nhìn về phía Mặc Hòa. Mặc Hòa suy nghĩ một chút, nói trước đi tìm bọn Trình Mặc, bọn họ khẳng định còn đang bị đuổi giết, nếu như bỏ Mặc không quản, sợ rằng sẽ dễ nhiều lành ít. Thế nhưng, Hách Huyền yếu ớt nói, chúng ta hai người đi, những kẻ buôn người kia, ít nhất hơn 20. Ngươi dùng thái hư lệnh truyền thư cầu cứu sao? Mặc Hòa hỏi. Hách Huyền gật đầu, lại lắc đầu. Ta truyền, nhưng vô dụng, nơi này là núi hoang, nguyên tử rất yếu, dễ bị quấy nhiễu, hơn nữa cách tông môn có chút xa, tin tức cầu cứu, chưa chắc có thể truyền đi. Mặc Hòa nghe vậy khẽ giật mình, cũng dùng thái hư lệnh thử một chút. Phát hiện quả nhiên lực lượng nguyên tử yếu ớt, tử văn bị quấy nhiễu, tựa hồ thật không truyền ra được.
Lúc trước hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không cầu cứu, không biết Thái Hư lệnh truyền thư còn có loại hạn chế này. Mặc Họa lại dùng truyền thư lệnh mà Cố Thúc Thúc cho hắn thử một chút. Văn tự nét mực ảm đạm, lúc sáng lúc tối. Nguyên tử rõ ràng có trì trệ, không biết rốt cuộc có truyền ra hay không, nhưng rõ ràng tốt hơn Thái Hư lệnh một chút. Mặc Họa hơi nghi hoặc một chút, thoáng suy nghĩ, đại khái đã hiểu được. Trận pháp của Thái Hư lệnh rất cao cấp, nhưng lại quá phức tạp, truyền thư chỉ là công năng tầng dưới chót trong đó, cho nên không có hiệu quả tốt bằng truyền thư lệnh đơn nhất. Mà trận pháp trong Thái Hư lệnh, do Hạch Tâm Trận Xu khống chế. Hạch Tâm Trận Xu ở vào Sơn Môn Thái Hư Môn. Càng đến gần Sơn Môn, tín hiệu của lệnh nguyên của lệnh Thái Hư càng tốt, một khi rời xa, dòng từ sẽ yếu đi. Huống hồ hiện tại bọn họ ở ngoài Càn Học Châu, cách một châu, công năng của Thái Hư lệnh và truyền thư lệnh đều sẽ bị hạn chế nghiêm trọng. Có thể dùng hay không còn khó nói. Nhưng bất kể như thế nào, tin tức cầu cứu, tóm lại là phải phát ra. Mặc Họa liền truyền thư nói. Cố Thúc Thúc, có bọn buôn người, hơn 20 người, ở trong núi hoang ngoài thành Tiểu Vân. Về sau Mặc Họa mặc kệ. Loại chuyện cầu cứu này, phải thử một chút, nhưng cũng không cần quá mức trông cậy vào. Mặc Họa hỏi Hách Huyền nói, Trình Mặc bọn họ chạy đi đâu rồi? Hách Huyền suy nghĩ một chút, chỉ cái phương hướng, bọn họ chạy về phía ngọn núi phía tây kia. Mặc Họa nhìn về phía đỉnh núi kia. Bóng đêm thâm trầm, một mảnh đen kịt, nếu như tìm tới, không biết phải tìm bao lâu. Mặc Họa hỏi Hách Huyền, thương thế của ngươi thế nào? Hách Huyền khổ sở nói, ta có thể theo ngươi, nhưng phỏng chừng không động thủ được, không giúp được gì. Không có việc gì, Mặc Họa nói. Hắn cũng không cần Hách Huyền động thủ. Đối phương nhiều người, lấy tu vi của Hách Huyền, xuất thủ kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Hắn chỉ đường là được. Hai người liền chuẩn bị xuất phát, chỉ là trước khi xuất phát, hai tu sĩ áo đen trong sơn động, Mặc Họa muốn kiểm tra lại kiểm tra, lục soát thân thể bọn họ, nhìn xem tướng mạo của bọn họ. Hắn muốn biết, những kẻ buôn người dám can đảm buôn bán tu sĩ ở phủ cận Càn Học Châu giới này, rốt cuộc có thân phận gì. Hắc y tu sĩ trong sơn động bị kim nhận trận cắt đứt chân, lại bị Mặc Họa dùng hỏa cầu thuật bổ đao giết chết, toàn thân cháy đen. Nhưng Mặc Họa dùng hỏa cầu thuật, tận lực tránh mặt của hắn, chính là vì lưu manh mối. Ánh đèn trong sơn động lờ mờ. Tu sĩ áo đen ngã trên mặt đất, đã triệt để tắt thở. Mặc Họa đến gần, xốc mặt nạ lên, con ngươi không khỏi co rụt lại. Dưới miếng vải đen che mặt là một gương mặt máu thịt hư thối, không thấy rõ hình dạng, thậm chí ngay cả máu cũng đen sì. Đây là... Mặc Họa buông thần thức ra, cẩn thận thăm dò một lát, có chút khó có thể tin. Ma khí. Tu sĩ áo đen này trước khi chết tiết ma khí của bản thân, để ma khí làm hỏng máu thịt, khuôn mặt mơ hồ, ô nhiễm linh lực. Không cho người khác phân biệt ra thân phận của hắn. Mặc Họa lại vội vàng đi ra ngoài sơn động. Bên ngoài sơn động còn chết một tu sĩ áo đen, là bị địa hỏa trận nổ chết, nhưng lúc này trên người hắn, đồng dạng bị ma khí ăn mòn, thành một bãi thịt nát. Mặc Họa trong lòng hơi lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại chuyện này. Sau khi chết, tự hủy nhục thân, tự ô linh lực, cũng không dám tiết lộ thân phận. Nhưng mà... Mặc Họa nhíu nhíu mày. Ma khí trên người bọn họ, là từ đâu mà có? Vì sao trước đó mình một chút cũng không phát hiện? Hách Huyền chạy theo sau lưng Mặc Họa, cũng nhìn thấy bộ dáng dơ bẩn của hai tu sĩ áo đen này, không khỏi che miệng, ấp úng nói. Hai người này, .sao lại có bộ dạng này. Mặc Họa lắc đầu, hắn lại lật túi trữ vật của bọn họ, phát hiện trong túi trữ vật của bọn họ, trừ một ít linh thạch, đan dược, linh khí thường dùng và linh khí chế thức, cũng không có manh mối gì khác cho thấy thân phận. Cẩn thận như vậy. Mặc Họa yên lặng thầm nói. Hách Huyền nói, vậy chúng ta. Mặc Họa nói, mặc kệ, tìm bọn Trình Mặc trước quan trọng hơn. Dù sao đám người này, tổng cộng hơn 20 người. Chết mất hai người, còn có không ít người còn sống. Mặc Họa cũng không tin, mỗi người bọn họ trước khi chết, đều có thể tự hủy đạo thân, che giấu thân phận. Đi thôi, Mặc Họa nói. À, Hách Huyền gật đầu. Những chuyện này hắn cũng xem không hiểu, nhưng dù sao đi theo Mặc Họa, hẳn là không sai. Dù sao vừa rồi chính là Mặc Họa cứu mình. Hách Huyền còn nhớ rõ, trước khi nhập môn cha mẹ đã dặn dò mình rất kỹ. Huyền Nhi, tuy ngươi có động hư lão tổ, nhưng ngươi lại là một trong 156 huyền tôn của lão tổ tông ngươi, lão tổ ngươi chưa chắc nhớ rõ ngươi là ai. Thiên phú của ngươi không đủ, so với dưới có thừa, tâm tính cũng không đủ tàn nhẫn, chỉ sợ rất khó nổi bật ở tông môn.
Đã như vậy, liền nghĩ biện pháp bảo vệ bản thân. Học cái khác không tốt cũng không sao, học tốt thân pháp là được. Sau này đi lại trong tu giới, gặp phải nguy hiểm, có thể chạy thì chạy, thật sự chạy không thoát, liền theo sát đằng sau người đáng tin cậy, không nên cậy mạnh. Hách Huyền có một loại trực giác, mặc họa này, đoán chừng chính là loại tu sĩ, đáng tin cậy, cha mẹ nói kia. Mặc dù hắn nhỏ hơn mình, tu vi yếu hơn mình, cũng thấp hơn mình. Nhưng bố trí cạm bẫy giết người lục soát thi thể, một bộ dáng rất thuần thục. Mặc dù có một chút đáng sợ, nhưng mình gọi hắn một tiếng, tiểu sư huynh, đi theo hắn, hẳn là không sai. Hách Huyền yên lặng gật đầu. Sau đó Hách Huyền dẫn đường, hai người thi triển thân pháp, cùng nhau tiến về phía tây núi hoang. Hách Huyền là phong linh căn, tu là thân pháp hệ phong, thân pháp tinh xảo. Khiến hắn ngoài ý muốn chính là, thân pháp của Mạc Họa lại vô cùng không tầm thường, dáng người nhẹ nhàng, động như nước chảy, trèo non lội suối, tuyệt không phí sức chút nào. Hai người đi nửa canh giờ, trước mặt chính là một mảnh núi rừng rộng lớn. Rừng cây vừa sâu vừa dày, bóng đêm lại tối, căn bản không thấy rõ con đường phía trước. Hách Huyền không nhận ra đường, nhìn trái nhìn phải, lại yên lặng nhìn về phía Mạc Họa. Mạc Họa đưa mắt nhìn ra xa, trong ánh mắt, hoa văn nhân quả hơi phù phiếm, một lát sau nói, đi theo ta. Hách Huyền gật đầu lia lịa. Vì thế lại biến thành Mạc Họa dẫn đường, Hách Huyền đi theo phía sau. Hai người ở trong rừng cây, trái phải quấn, rõ ràng mặt đất không có dấu vết gì, nhưng Mạc Họa luôn có thể tìm ra một con đường để đi. Hách Huyền nhìn, trong lòng kỳ quái. Lại đi không biết bao lâu, mặt đất lại xuất hiện vết máu. Cây cối hai bên, có dấu vết đao kiếm đục, còn có khí tức sơn thổ cùng hỏa diễm linh lực còn sót lại. Búa khai sơn, ly hỏa kiếm, là Trình Mặc và Tư Đồ kiếm bọn họ. Hách Huyền trong lòng thầm giận mình, rốt cục nhìn không được thấp giọng hỏi. Mạc Họa, ngươi làm sao tìm được? Mạc Họa nghiêm nghị nói, trực giác. Hách Huyền có chút bán tín bán nghi, nhất thời không biết mình có nên tin hay không. Mạc Họa thấp giọng nói, liền ở phía trước không xa, chúng ta đi qua xem một chút. Được, Hách Huyền có chút khẩn trương nói. Vì thế hai người hạ thấp thân hình, đi về phía trước vài bước, Hách Huyền vừa quay đầu, lại phát hiện Mạc Họa đột nhiên không thấy, nhất thời hoảng hồn, run giọng nói. Mạc Họa. Bóng dáng Mạc Họa lại hiện lên ở bên cạnh hắn. Hách Huyền giật nảy mình. Ta quên, ngươi sẽ không ẩn thân. Mạc Họa từ trong túi chữ vật, lấy ra một miếng ngọc bội, đưa cho Hách Huyền, đây là Thủy Ẩn Ngọc, là một vị thúc thúc hảo tâm của đạo đình ti đưa. Cho ta mượn, ngươi dùng trước, có thể ẩn thân. Hách Huyền ngơ ngác tiếp nhận, gật đầu. Sau đó hai người cùng thi triển ẩn nấp, tới gần một bên khác của núi rừng. Bên kia rừng núi là một sườn núi nhỏ bằng phẳng, địa hình trống trải, phía dưới có một dòng suối nhỏ, bên dòng suối tất cả đều là đá vụn. Lúc này bên dòng suối nhỏ, có hai phe tu sĩ đang hỗn chiến. Một bên mặc áo đen, che mặt, tổng cộng có 9 người. Một bên khác chỉ có 3 người. Dư quang của Mạc Họa thoáng nhìn, liền nhận ra. Trong đó nửa người trên có mấy vết máu, vùng hai cây búa lớn, dường như bị ép đến đường cùng, lớn tiếng quát tháo, chính là Trình Mặc. Một người khác thi triển ly hỏa kiếm, sắc mặt tái nhợt, là Tư Đồ kiếm. Còn có một đệ tử tướng mạo oai hùng, thi triển trường thương, đang chém giết với tu sĩ áo đen, tuy chiến lực lâu dài mệt mỏi, nhưng tu vi cũng không tầm thường. Mạc Họa nhìn thoáng qua, phát hiện người này mình lại không nhận biết. Người kia là ai? Mạc Họa chỉ vào đệ tử sử trường thương, hạ giọng, hướng Hách Huyền hỏi. Hách Huyền lặng lẽ nhìn thoáng qua, thấp giọng nói. Hắn tên là Dương Thiên Quân, cùng một khóa với chúng ta, nhưng không phải là một đệ tử, không cùng nhau đi học, đoán chừng ngươi chưa thấy qua. Mạc Họa gật đầu. Dương Thiên Quân, họ Dương, dùng thương. Mạc Họa nhỏ giọng nói, đệ tử đạo binh ti Dương ra sao? Hách Huyền có chút kinh ngạc, Dương gia ngươi cũng biết sao? Biết một chút. Hách Huyền gật đầu nói, đúng vậy, hắn là dòng chính Dương gia, học thương pháp tổ truyền của Dương gia, tu vi rất mạnh. Trình gia và Dương gia có giao tình, Trình Mặc và Dương Thiên Quân cũng quen biết. Chúng ta lần này làm nhiệm vụ, phải bắt 3 tội tu trúc cơ sơ kỳ, cho nên mới gọi hắn, 5 người cùng nhau hành động. Mạc Họa gật gật đầu, sau đó lại nghi ngờ nói. 5 người các ngươi, ngươi, Trình Mặc, Tư Đồ kiếm, Dương Thiên Quân. Còn có ai nữa? Dịch Lễ, Hách Huyền nói. Mạc Họa ngẩn ra, Dịch Lễ, đạo pháp của Dịch trưởng lão Dịch gia. Đúng vậy, Hách Huyền nhìn chung quanh một chút, không thấy thân hình Dịch Lễ, thở dài nói.
cũng không biết dịch lễ thế nào rồi. Chạy thoát rồi, vẫn là, giữ nhiều lành ít. Hách Huyền thần sắc rất là lo lắng. Mặc Hòa buông thần thức ra, quét mắt một lần, bỗng chỉ vào một tu sĩ ngã trên mặt đất ở góc nói. Cái kia có phải dịch lễ hay không? Hách Huyền nhìn theo hướng Mặc Hòa chỉ, thần sắc sững sờ, sau đó liên tục gật đầu. Đúng vậy, là dịch lễ. Mặc Hòa liền hiểu. Họ Dịch, là con cháu Dịch gia, tất nhiên chuyên tu pháp thuật, là một linh tu. Trong loại hỗn chiến này, linh tu rất thiệt thòi. Đặc biệt là bọn họ còn lấy ít địch nhiều, càng dễ bị nhầm vào. Trong hỗn chiến, linh tu như hắn nhất định là bị người áp sát tấn công, là người đầu tiên bị đánh ngã. Cũng may hắn chỉ hôn mê bất tỉnh, tính mạng tạm thời còn không đáng ngại. Nhưng qua một lúc, liền khó mà nói. Mặc Hòa lại quan sát thế cục một chút. Những tu sĩ áo đen này, căn cơ đều rất vững chắc, nếu như Mặc Hòa đoán không sai, bọn họ đại khái cũng đều xuất thân từ thế gia. Cứ như vậy, ba người Trình Mặc ở bên kia cũng chưa chắc có thể chống đỡ được bao lâu. Ba người bọn họ, dưới sự vây công của 9 người, chiêu thức càng ngày càng chậm, linh lực vận chuyển dần dần chậm chạp, rõ ràng đều là đang cắn răng gắng gượng chống đỡ. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã rất lợi hại rồi. Hách Huyền nhìn có chút khẩn trương. Mặc Hòa suy nghĩ một chút, nói với Hách Huyền, thân pháp của ngươi rất tốt đi. Hách Huyền không rõ ràng cho lắm, chậm rãi gật đầu, cha mẹ ta sợ ta gặp phải chuyện gì bất chắc, cho nên để cho ta chuyên tu thân pháp. Mặc Hòa liền nhỏ giọng nói, đợi lát nữa ngươi thò đầu ra, mắng bọn họ vài câu, dẫn bọn họ tới đây, sau đó ta dùng trận pháp, giải quyết bọn họ. Hách Huyền ngẩn ra, sau đó gật đầu. Đối diện nhiều người, bọn họ ít người, đích thật là phải dùng trận pháp mới có thể thắng. Chỉ là... Hách Huyền nhìn xung quanh một chút, nơi nào có trận pháp? Không có việc gì, Mặc Hòa nói, ngươi dẫn tới đây, ta sẽ bày xong. Thấy Hách Huyền không tin, Mặc Hòa liền nhấn mạnh nói. Ta bày trận rất nhanh. Được rồi. Hách Huyền lẩm bẩm nói, hắn vừa mới đứng dậy, lại nghĩ tới một vấn đề khác. Dẫn thế nào? Mặc Hòa kiên nhẫn nói, ngươi chỉ cần thò đầu ra, để bọn họ nhìn thấy, sau đó làm bộ bối rối, nhanh chân bỏ chạy, bọn họ nhất định sẽ phân ra nhân thủ, tới đuổi giết ngươi. Bọn họ ngu xuẩn như vậy sao? Hách Huyền có chút lo lắng. Mặc Hòa nói, bọn họ muốn giết người diệt khẩu, không dám để lộ phong thanh, cho nên chỉ cần ngươi lộ diện, bọn họ bất luận như thế nào, đều sẽ đuổi theo ngươi. Vậy bọn họ có đuổi theo hay không đây? Ngươi cứ mắng bọn họ đi. Hách Huyền có chút khó xử, ta không biết mắng người. Không có việc gì. Mặc Hòa ánh mắt sáng lên, ta dạy cho ngươi. Hách Huyền cả kinh, ngươi thường xuyên mắng chửi người sao? Mặc Hòa lập tức lắc đầu, ta cũng sẽ không mắng người, chỉ là quen biết một trưởng bối rất am hiểu mắng người, ngẫu nhiên, trùng hợp, nhớ ký một chút lời mắng người. Mặc Hòa đem một ít lời mắng chửi người, vụng trộm nói cho Hách Huyền. Hách Huyền nghe xong, cực kỳ khiếp sợ. Giống như con ếch dưới đáy giếng, nhảy ra khỏi miệng giếng, thế hắn mới biết, thế gian này lại có người, đi mắng chửi người như vậy. Nhớ ký chưa? Mặc Hòa hỏi. Hách Huyền trịnh trọng gật đầu. Được, ngươi đi đi, Mặc Hòa nói, nhưng phải nhớ ký, không cần giao thủ, một khi người khác đuổi theo ngươi, ngươi sẽ nhanh chân bỏ chạy. Được. Vì thế Hách Huyền liền lấy hết can đảm, đi ra khỏi núi rừng, đứng ở bên rừng, đối với đám tu sĩ áo đen vây công Trình Mặc, cao giọng hô. Trình Mặc, cố chịu đựng, ta đến rồi. Sau đó hắn liền tiến về phía đối phương. Tu sĩ áo đen đối diện, trong nháy mắt có chút ngây người. Sau đó bọn họ nhận ra Hách Huyền, thấy hắn muốn chui đầu vào lưới, ánh mắt dữ tợn, rút đao cười lạnh. Hách Huyền giật nảy mình, lập tức lại chạy về. Tu sĩ áo đen hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó nhíu mày một lát, lạnh lùng nói đuổi theo. Không thể để lộ phong thanh. Vâng. Hai tu sĩ áo đen gật đầu đồng ý, sau đó xách đao đuổi theo Hách Huyền. Hách Huyền dựa theo Mặc Hòa phân phó, dẫn hai người này vào núi rừng, sau đó lượn quanh trái phải, núp ở phía sau một tảng đá lớn. Sau đó, ầm ầm, một tiếng, đất bằng vang lên tiếng nổ mạnh. Một cỗ linh lực chấn động kịch liệt truyền đến. Hách Huyền trong lòng rùng mình, lại ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện hai tu sĩ áo đen kia, thẳng tắp nằm rạp trên đất. Mà Mặc Hòa ở bên cạnh, đã bắt đầu dùng hỏa cầu thuật bổ đao. Quá trình trơn trượt, thủ đoạn thành thạo. Hách Huyền thiếu chút nữa đã hoài nghi, tiểu sư huynh, này của hắn là một kẻ lừa gạt chuyên nghiệp, giết người cướp của. Mặc Hòa bổ đao xong, Hách Huyền lập tức chạy tới, đã thấy vẻ mặt Mặc Hòa không vui. Sư huynh,
Làm sao vậy? Mặc Hòa chỉ hai tu sĩ áo đen trên mặt đất. Hách Huyền vừa nhìn, phát hiện hai người này, đã máu thịt be bét, hoàn toàn thay đổi. Giống như đúc tử trạng của hai người áo đen trước đó. Lúc còn sống, không cảm giác được ma khí, nhưng chỉ cần vừa chết, ma khí sẽ mất khống chế, cùng nhau ô nhiễm ăn mòn linh lực huyết nhục. Mặc Hòa thần sắc có chút ngưng trọng. Hách Huyền cũng có chút kinh hãi. Hắn là con cháu thế gia chính đạo, trước kia chỉ nghe nói, ma đạo, có rất nhiều thủ đoạn tà dị, nhưng chỉ nghe nói, bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Dường như những thứ tu đạo hiểm ác kia, đột nhiên trở nên chân thật. Mặc Hòa ngược lại thấy không có gì lạ. Hắn đứng lên, lại chế định cho Hách Huyền một con đường, luyến dẫn. Sau đó Hách Huyền, lại trở về bên dòng suối nhỏ trong núi, hướng về phía đám người áo đen kia hô lớn, ta lại tới nữa. Đám tu sĩ áo đen lại sửng sốt một lát. Nhưng bọn họ không đuổi theo. Lần này kẻ ngốc cũng biết có vấn đề. Hách Huyền liền nhớ kỹ lời Mặc Hòa dạy hắn, lớn tiếng nhưng đâu ra đấy mắng. Các ngươi đám oát con vô dụng này. Loài hèn nhát. Lúc các ngươi sinh ra, có phải đều để lá gan ở lại trong bụng mẹ hay không? Ra ra mắng các ngươi như vậy, các ngươi còn có thể làm rùa đen rút đầu. Chẳng lẽ cha của các ngươi là rùa, các ngươi cũng đều là loại rùa đen, cho nên có thể nhẫn nhịn như vậy. Đã như vậy, không bằng giới thiệu mẹ các ngươi cho ta, nói không chừng nàng còn có thể sinh thêm chút huynh đệ rùa đen cho các ngươi. Những lời này khiến đám tu sĩ áo đen mắng đến choáng váng. Ngay cả mấy người Trình Mặc, đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Hách Huyền này, không phải là chúng ta chứ? Hắn bình thường sẽ không mắng người A, làm sao thời gian ngắn như vậy, công lực mắng người liền đột nhiên tăng mạnh. Mấy người Trình Mặc có chút mê mang. Đám tu sĩ áo đen phục hồi tinh thần lại không chịu nổi. Một người cắn răng nói, đại ca, ta đi làm thịt tiểu tử kia. Chém hắn thành muôn mảnh. Tu sĩ áo đen cầm đầu nhíu mày, tất nhiên có bẫy. Một người áo đen khác gật đầu nói. Vừa rồi hai huynh đệ kia đuổi theo, hiện tại không thấy, không biết là bị dẫn đi, hay là chúng mai phục. Nhưng có người lại cả giận nói. Ta mặc kệ, hắn nhục nhã ta như thế, hôm nay ta tất sẽ khai tâm phá bụng hắn, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Tu sĩ áo đen cầm đầu nhíu mày, không được. Người kia cười lạnh, đừng quên, ngươi cũng không có tư cách ra lệnh cho ta, trước đó là cho ngươi mặt mũi, mới nghe ngươi hiệu lệnh, nhưng bàn về thân phận, ta cũng không kém ngươi bao nhiêu. Tu sĩ áo đen cầm đầu tức giận, ngươi. Nhưng người áo đen kia, cũng không để ý tới, mà là tự mình điểm hai người. Chúng ta đi, tuy không thể tiết lộ thân phận, nhưng lấy xuất thân của chúng ta, tuyệt đối không thể bị nhục nhã như thế. Vì thế ba hắc y nhân liền truy sát Hách Huyền. Mà tu sĩ áo đen trong sân, cũng chỉ còn lại có bốn người. 4-3, mặc dù còn chiếm ưu thế, nhưng ưu thế này đã rất yếu ớt. Ba người Trình Mặc cũng tin tưởng đại chấn, thấy được hy vọng chạy trốn, thậm chí là phản sát. Bên kia, ba người áo đen hung tợn nhe răng cười, đuổi theo Hách Huyền vào núi rừng. Bọn họ tự cho là lấy ba địch một là dễ như trở bàn tay. Mặc dù có mai phục, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút thì không có gì đáng ngại. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết, trong núi rừng đen nhánh này, rốt cuộc là ai đang chờ bọn hắn. Sau nửa canh giờ, trận pháp hồng quang lóe lên, ánh lửa tràn ngập. Sau khi bụi mù tiêu tán, ba người áo đen vẻ mặt phách lối này, cũng thẳng tắp nằm trên mặt đất, tắt thở. Bóng đêm tĩnh mịch, núi rừng tĩnh mịch. Hách Huyền nhìn ba tu sĩ hắc y nằm trên mặt đất, há to miệng, tiểu sư huynh, trận pháp này của ngươi, cũng quá lợi hại đi. Chỉ một cái đối mặt, một tiếng ầm vang, ánh lửa lóe lên, trận pháp nổ tung. Ba tu sĩ áo đen tu vi không tầm thường này, lại đột nhiên tắt thở như vậy. Hách Huyền vẻ mặt khiếp sợ, Mặc Hòa đáy lòng vẫn có chút cao hứng, bất quá mặt ngoài, vẫn là phải duy trì một chút mặt mũi, tiểu sư huynh, liền rụt rè vuốt cằm nói. Coi như cũng được. Theo lệ cũ, hắn muốn dùng hỏa cầu thuật để bổ đao. Nhưng lần này Hách Huyền ở phụ cận, Mặc Hòa liền không có xuống tay, để tránh cho hắn cảm thấy tiểu sư huynh này thủ đoạn độc ác. Từ đó phá hủy hình tượng hữu hảo, đơn thuần lương thiện, giữa mình và đồng môn. Ba người áo đen đã chết. Ngón tay Mặc Hòa vẩy một cái, vạch ra một đạo kim quang, phá vỡ mặt nạ của ba người này, nhưng dưới mặt nạ, vẫn là máu thịt bị ma khí hủ hóa đen xì. Chỉ cần người vừa chết, sẽ hủy dung nhan sao? Mặc Hòa khẽ nhíu mày. Như vậy, chính mình phải bắt sống một cái, mới có thể thấy rõ tướng mạo của bọn hắn. Hách Huyền thấp giọng nói, còn lại bốn người, ta lại đi dẫn bọn họ tới sao? Mặc Hòa trầm tư một lát, lắc đầu nói.
Không cần, bốn người mà thôi, không cần phải dẫn. Đoán chừng ngươi cũng không dẫn tới được. Đã biến mất năm người, bọn họ chính là ngu xuẩn, cũng biết ngươi có vấn đề, ngươi vừa lộ đầu, bọn họ hẳn là sẽ càng cẩn thận, thậm chí sẽ nghĩ chạy trốn. Hách Huyền nghi hoặc nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ta đi qua xem một chút. Mặc Hòa suy nghĩ một chút, lại nói với Hách Huyền đạo, ngươi thương thế chưa tốt, liền ẩn thân đợi ở phụ cận, đừng ra tay. Thế nhưng mà, Hách Huyền trần chờ một lát, có chút lo lắng nói, ngươi đi qua, không thể sớm bày trận pháp, chống lại những tu sĩ áo đen kia, cũng rất nguy hiểm à. Pháp thuật của ta rất lợi hại, Mặc Hòa nói. Hách Huyền hơi giật mình. Nếu hắn nhớ không lầm, Mặc Hòa khảo hạch đạo pháp, hình như chỉ có một chữ bính. Bính cũng có thể tính là rất lợi hại sao? Hách Huyền muốn nói cái gì, nhưng thấy bộ dạng Mặc Hòa đã tính trước, cảm thấy vẫn nên thành thật, nghe lời, thì tốt hơn. Hách Huyền liền nói, tiểu sư huynh, ngươi cẩn thận một chút. Mặc Hòa gật đầu, yên tâm đi. Tổng cộng có 9 tu sĩ trúc cơ sơ kỳ mặc áo đen. Dùng trận pháp, câu cá, hố chết 5 cái. 4 người còn lại, liền hoàn toàn là thịt cá trên thớt gỗ, làm sao cũng không có khả năng chạy thoát lòng bàn tay của mình. Ánh mắt Mặc Hòa có chút nguy hiểm. Hách Huyền nhìn Mặc Hòa, trong thoáng chốc cảm thấy, những tu sĩ áo đen đuổi giết 5 người bọn họ đến cùng đường mạt lộ này, trong mắt tiểu sư huynh, như mình, cũng giống như vậy. Gà con cũng giống như vậy. Không phải chứ. Bên kia, 3 người Trình Mặc và 4 tu sĩ áo đen vẫn đang chiến đấu tiếp. 3 người Trình Mặc rơi vào thế hạ phong. Bọn họ trước đó bị đuổi giết, một bên đường vừa đánh vừa lui, linh hồn mệt mỏi. Mặc dù hiện tại nhân số tu sĩ áo đen giảm mạnh, chỉ còn lại có 4 người, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy càng ngày càng cố hết sức. Chỉ là trước mắt là cơ hội thoát thân tốt nhất. Nếu bọn họ có thể chống đỡ, liền có chuyển cơ, có khả năng chạy thoát. Bằng không chờ mấy tên hắc y nhân khác bắt được Hách Huyền hay là không bắt được, trực tiếp vòng trở lại, bọn họ thật sự không còn chút sức lực nào. Thân pháp Hách Huyền tốt, bọn họ là biết đến. Dưới tình huống này, mấy người Trình Mặc cũng chỉ có thể chờ mong Hách Huyền chống đỡ thêm một hồi. Mà 4 hắc y nhân khác, tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. 5 người đi, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Không biết là bị kéo lại, hay là chúng mai phục. Tuy rằng không có khả năng mất mạng, nhưng nếu kéo dài lâu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra biến cố. Đám người mình mặc áo đen đi đêm, cũng làm chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lâu ngày dễ sinh biến, một khi bại lộ, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Tu sĩ áo đen cầm đầu trong lòng bất an, bỗng nhiên cắn răng nói. Dược đan dược, tốc chiến tốc thắng. 3 người áo đen khác đều ngẩn ra, mặt lộ vẻ chần chờ. Nhưng mệnh lệnh của đại ca, bọn họ lại không dám không nghe. 3 người đều thối lui nửa bước, không biết từ chỗ nào lấy ra một viên đan dược màu máu, không đợi đám người Trình Mặc kịp phản ứng, liền nhanh chóng đút vào trong miệng. Trong nháy mắt, khí tức của 4 người đều đột nhiên tăng mạnh, trong mắt hiện ra từng tia máu. 3 người Trình Mặc thần sắc rùng mình. Tà đan. Trong lòng bọn họ đều mơ hồ cảm thấy không ổn. Nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu, bây giờ 4 người áo đen này đều cắn tà đan, tu vi tăng trưởng một đoạn. Tiếp tục như vậy, sợ là sẽ giữ nhiều lành ít. Trình Mặc cắn răng một cái, không quan tâm nói. Một đám nhiệt xúc tà đạo, lão tử hôm nay dù có chết cũng phải kéo các ngươi làm đệm lưng. Nói xong hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trợn lên, trên thân thể bao phủ một tầng màu đồng cổ thâm trầm, huyết khí sôi trào, khí thế cả người giống như một thanh cự phủ khai sơn liệt địa. Khai sơn phủ. Đây là đạo pháp tổ truyền của Trình gia, chiêu thức đơn giản, uy lực thô bạo. Sau khi kích hoạt đạo pháp, da thịt như sắt thép, lưỡi búa có lực lượng khai sơn liệt thạch. Nhưng thời gian duy trì có hạn. Cảnh giới này của hắn, tu vi có hạn, cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của loại đạo pháp này. Trình Mặc cưỡng ép thi triển, là đang tiêu hao huyết khí, liều mạng với tu sĩ áo đen. Tư Đồ Kiếm và Dương Thiên Quân bên cạnh thấy Trình Mặc muốn liều mạng, cũng biết lúc này đã đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không thể không liều chết đánh cược một lần. Liều mạng vẫn còn một đường sống. Không đọ sức chắc chắn phải chết. Tư Đồ Kiếm chậm ngón tay, thôi phát kiếm khí đến cực hạn, một tầng liệt viêm ly hỏa đỏ đến phát sáng bao phủ trên linh kiếm của hắn. Hai mắt Dương Thiên Quân hiện ra con ngươi vàng, trên trường thương cũng ngưng tụ ánh vàng rực rỡ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt 3 người tái nhợt, nhưng chiến ý đại thịnh. Lúc Mặc Hòa chạy đến, cũng vừa vặn thấy một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái. Con cháu thế gia quả nhiên bất phàm. Những thế gia đại tộc này, chiêu thức truyền thừa qua các đời,
Uy áp hiển hách, vừa nhìn đã thấy hết sức cường đại. Nhất là Trình Mặc, ngày thường một bộ dáng không đứng đắn, nhưng khi chân chính liều mạng tranh đấu, cầm trong tay hai lưỡi búa, chiến ý lẫm liệt, giống như kim cương nộ mục, khí thế kinh người. Ngoài ra Tư Đồ Kiếm và Dương Thiên Quân, một hỏa một kim, linh lực dâng trào, cũng không thua kém bao nhiêu. Chính là, có vẻ hơi ngốc, loại chiêu thức đại khai đại hợp này, uy lực lớn, nhưng nếu kinh nghiệm không đủ, dùng không tốt, tai hại cũng lớn. Quả nhiên, tu sĩ áo đen cầm đầu sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không nóng nảy, mà trầm giọng phân phó. Ba tên tiểu tử này muốn liều mạng, không thể địch lại, cẩn thận một chút. Trong mắt lão đại áo đen hiện lên một tia tàn khốc, nỏ mạnh hết đà, ắt không thể lâu. Chậm rãi hao tổn, đem huyết khí linh lực bọn họ hao hết, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba người áo đen khác nhau nhau gật đầu nói, vâng. Trong chớp mắt, song phương lại chiến đấu với nhau. Ba người Trình Mặc cũng biết mình không chống đỡ được quá lâu, liền muốn tốc chiến tốc thắng, lấy thủ đoạn lôi đình, trước tiên giết một hai người, sau đó là chiến hay là đi, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tu sĩ áo đen bên này, lấy quần nhau kiềm chế là chính, cũng không cho ba người Trình Mặc đi, cũng không cùng bọn họ liều mạng, muốn đem ba người khí lực hao hết, lại toàn bộ chém giết. Nhất thời phủ quang kiếm quang giao thoa, linh lực huyết khí đan xen kích động. Nhìn thanh thế to lớn, nhưng thế cục vẫn rằng co không dứt. Trình Mặc càng ngày càng gấp. Khai sơn phủ của hắn học nghệ không tinh, mặc dù cương mãnh vô song, nhưng không cách nào đánh lâu. Tư Đồ Kiếm và Dương Thiên Quân ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Linh lực của bọn họ vốn không đủ, cưỡng ép thôi động đại sát chiêu này, mỗi thời mỗi khắc, linh lực đều đang chút xuống. Mặc Họa nhìn lắc đầu. Lợi hại thì lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn còn quá trẻ. Trước khi dùng sát chiêu, hẳn là trước tiên suy nghĩ một chút, có thể giết chết kẻ địch hay không, nếu không giết được, sẽ có hậu quả gì. Dựa vào một bầu nhiệt huyết liều mạng, lượng lớn linh lực cứ như vậy không công tiêu hao hết. Cũng không biết, linh lực phải dùng tiết kiệm một chút. Mặc Họa trong lòng khẽ thở dài, trốn trong bóng tối, ngón tay duỗi ra. Một quả cầu lửa phá không bay ra, trong đêm tối vẽ ra một ánh lửa sáng ngời, chuẩn xác trúng một tên, tránh né hắc y nhân đang dùng đại phủ của Trình Mặc. Quả cầu lửa này vừa nhanh vừa chuẩn, vượt quá dự kiến của mọi người. Hắc y nhân bị hỏa cầu đánh trúng, vẻ mặt càng kinh ngạc. Hắn căn bản không biết, quả cầu lửa này rốt cuộc là từ đâu tới, hay là ai ra tay. Sau một lát, thần sắc của hắn liền là một mảnh kinh hoàng. Uy lực của hỏa cầu thuật này không lớn không nhỏ, không đủ để hắn bị thương chí mạng. Nhưng hỏa cầu nổ trên người hắn, linh lực nổ tung, khiến hắn không thể không lảo đảo một cái, thân hình cũng mất cân bằng, trì trệ một lát. Sinh tử giao chiến, chỉ một lát trì trệ này cũng đủ để chí mạng. Sắc mặt người áo đen này trong nháy mắt trắng bệch. Trình Mặc sừng sốt một lát, cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn không được nhe răng cười, bắt lấy sơ hở này, hai lưỡi búa giơ cao, đột nhiên đánh xuống. Tu sĩ áo đen cực lực né tránh, nhưng vẫn chưa kịp. Hai lưỡi búa với thế lớn lực trầm, mang theo lực khai sơn trực tiếp bổ vào lồng ngực hắn. Bốn tu sĩ áo đen, thoáng qua đã chết một người. Thần sắc mọi người tại đây đều biến đổi. Ba người Trình Mặc trong lòng vui vẻ, có trợ thủ. Tu sĩ áo đen bên kia, ánh mắt lại bối rối, trong lòng hơi lạnh. Có mai phục. Tu sĩ áo đen cầm đầu lập tức cao giọng nói, đạo hữu phương nào, giấu đầu lộ đuôi, sao không đi ra gặp mặt. Bóng đêm bốn phía nặng nề, núi rừng mênh mông, gió lạnh thổi qua, bóng cây trùng điệp, giống như quỷ mị. Tu sĩ áo đen chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Ba người Trình Mặc, trong ánh mắt lộ ra phong mang, nhao nhao nắm lấy thời cơ, đánh tới đám hắc y nhân còn lại. Người áo đen cầm đầu ánh mắt nghiêm nghị, cắn răng phân phó. Tiếp tục hao tổn, cẩn thận pháp thuật ám toán. Hai bên lại giao chiến với nhau. Mấy người Trình Mặc chiến ý đại thịnh. Tu sĩ áo đen lại bó tay bó chân. Bọn họ sợ hãi, trong đêm tối lại đột nhiên bay ra một hỏa cầu, tại thời khắc tính mạng treo lên, đem bọn họ hố chết. Nhưng Mặc Họa vẽ hỏa cầu thuật, thật sự quá nhanh, căn bản khó lòng phòng bị. Sau 10 hiệp, trong đêm tối yên lặng hồi lâu, lại một quả cầu lửa chợt bay ra, nổ ở trên lưng một người áo đen. Người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình trì trệ. Tư Đồ Kiếm tay mắt lanh lẹ, lập tức chập ngón tay, đánh ra một đạo ly hỏa kiếm khí. Kiếm khí hỏa quang sáng quắc, trực tiếp đâm xuyên tâm mạch của người áo đen. Người áo đen lại chết một người. Sau đó một lát, trong đêm tối lại có một quả cầu lửa bay ra, thẳng đến mặt một người áo đen khác. Có vết xe đổ,
Người áo đen này nơm nớp lo sợ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Mặc Hòa vừa ra hỏa cầu, hắn liền lập tức phát hiện, cực lực trốn tránh, khó khăn lắm tránh được chính diện. Hỏa cầu thuận bay sát qua tay hắn, lỗ tai đau rát nhưng may mắn không bị hỏa cầu đánh vào mặt. Người áo đen thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp thở, đã thấy trước ngực mình lộ ra một mũi thương. Dương Thiên Quân thừa dịp hắn đề phòng hỏa cầu thuật, sớm đã nhân cơ hội vòng tới sau lưng hắn, một thương đâm xuyên ngực hắn. Đến lúc này, tình thế đột nhiên thay đổi. Ba quả cầu lửa, ba mạng người. Trong sân chỉ còn lại tu sĩ áo đen cầm đầu kia. Hắn đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt hoảng sợ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Chỉ trong nháy mắt, mấy đạo hỏa cầu bay tới, ba huynh đệ dưới tay hắn đã hỏa tốc mất mạng. Căn bản không cho hắn bao nhiêu thời gian phản ứng, tình thế liền chuyển tiếp đột ngột. Có cao thủ. Phải đi, nếu không chắc chắn phải chết. Tu sĩ áo đen không nói hai lời, quay người muốn chạy trốn. Mặc Hỏa trong bóng tối điểm ngón tay một cái, gợn sóng màu lam đột nhiên hiện lên, thủy lao trong nháy mắt ngưng kết, trói tu sĩ áo đen cầm đầu kia tại nguyên chỗ. Đây là... Tu sĩ áo đen mặt không còn chút máu. Trình Mặc giơ hai lưỡi búa lên, liền muốn chém chết tu sĩ áo đen này, vào lúc này, một thanh âm thanh thúy nói. Bắt sống. Giọng nói này có chút quen tai. Nhưng trong núi rừng trong đêm tối, nghe có chút quái dị. Trình Mặc nhất thời không nhận ra. Nhưng hắn vẫn vô thức để lại người sống, dìu lệch hướng chém vào sau lưng tu sĩ áo đen. Ai ngờ tu sĩ áo đen kia nghe được ba chữ, bắt sống, này, ánh mắt đột nhiên trở nên kinh hãi. Đúng vào lúc này, từ xa xa có một đạo kim quang đánh tới. Đạo kim quang này, uy lực không lớn, thẳng đến diện mục tu sĩ áo đen. Dường như không phải muốn lấy mạng hắn, mà là muốn cắt mặt nạ của hắn, để cho diện mạo của hắn lộ ra. Nhưng dường như điều này còn khiến hắn hoảng sợ hơn cả giết hắn. Tu sĩ mặc áo đen lộ vẻ tuyệt vọng, không đợi kim quang phá mặt, trực tiếp bẻ gãy ngón tay của mình. Một cỗ ma khí trong nháy mắt lan tràn, thôn phệ huyết nhục của hắn, hóa thành một bãi nước đen đục. Đám người Trình Mặc thần sắc cả kinh, nhao nhao tránh đi, mà phía sau hai mặt nhìn nhau. Đây là thủ đoạn của ma tu. Trình Mặc ngưng thanh nói. Nhưng tu sĩ áo đen nơi đây đều đã chết, vết máu đầy đất, núi rừng tĩnh mịch, không ai trả lời. Sau một lát, ba người Trình Mặc đều thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, tổng quản vẫn còn sống. Sắc mặt Dương Thiên Quân nghiêm nghị, hướng về núi rừng đối diện chắp tay nói. Đa tạ xuất thủ tương trợ. Không biết là đạo hữu phương nào, có thể hiện thân không? Rừng núi không một tiếng động. Tư Đồ Kiếm nhíu mày, chẳng lẽ là sư huynh của tông môn nào ở Càn Học Châu Giới? Gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ. Tuy rằng dùng chính là hỏa cầu thuật bình thường, nhưng ra tay tinh chuẩn, cử trọng nhược khinh, dễ dàng liền cải biến chiến cuộc. Tất nhiên là một cao thủ pháp thuật. Cao thủ pháp thuật, chỉ dùng hỏa cầu thuật thôi sao? Không giống lắm. Trình Mặc nghiêm nghị nói, bình thường mà nói, cao thủ đích xác sẽ không dùng loại pháp thuật cấp thấp như hỏa cầu thuật, nhưng cao thủ chân chính, phản phát quy chân, ngược lại sẽ dùng loại pháp thuật không đáng chú ý như hỏa cầu thuật, hóa mục nát thành thần kỳ. Có đạo lý. Vậy sẽ là ai? Trình Mặc cân nhắc một lát, chần chừ nói, không phải là cao nhân tiền bối nào đó chứ? Gọi tiểu sư huynh là được rồi, không cần gọi tiền bối quá khách khí. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Mặc Hỏa yên lặng ở trước mắt ba người hiện ra thân hình, cười một tiếng. Dương Thiên Quân giật mình. Tư Đồ Kiếm Nhân choáng váng. Trình Mặc càng cả kinh đến cằm rớt xuống. Mặc Hỏa. Mặc Hỏa gật đầu. Khặc, ngươi. Trình Mặc, ngươi, nửa ngày, không biết nói cái gì cho phải, hồi thần nửa ngày, lúc này mới nói. Hỏa cầu thuật là do ngươi phát. Nếu không thì sao? Trình Mặc nhìn trái nhìn phải, lại hỏi, không có người khác nữa. Thế nhưng, ngươi. Tâm linh Trình Mặc nhất thời bị chấn động cực lớn. Sao lại là, Mặc Hỏa? Làm sao có thể chứ? Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy có thật nhiều thứ muốn hỏi. Nhưng trong lúc nhất thời, đầu có chút choáng váng, lại không biết hỏi từ đâu. Mặc Hỏa lại không để ý tới hắn, mà là kiểm tra thi thể mấy người áo đen, phát hiện huyết nhục linh lực của bọn hắn, quả nhiên đều bị ma khí ăn mòn. Tu sĩ áo đen cầm đầu, càng là biến thành một bãi nước đen. Mặc Hỏa có chút thất vọng. Vẫn là chưa bắt được người sống. Những người này một khi tự biết hẳn phải chết, sẽ không chút do dự tự sát, lấy ma khí tự hủy thân thể. Đối với mình cũng thật sự là đủ tàn nhẫn. Hay là nói, bọn họ có bí mật đáng sợ tuyệt đối không thể cho ai biết.
Mặc Họa trầm tư một lát, lắc đầu, nơi này không quá an toàn, các ngươi lại bị thương, trước tiên tìm một chỗ ẩn thân. Ba người Trình Mặc đều trịnh trọng gật đầu. Thế là ba người bọn họ, mang theo lễ vật bị ngất đi, Mặc Họa đi gọi Hách Huyền, một đoàn người ở trong núi rừng lượn một vòng, tìm được một sơn động ẩn nấp tạm thời cư trú. Mặc Họa ở ngoài động đơn giản bố trí chút ít trận pháp cảnh giới, ẩn nấp cùng phòng hộ. Mấy người Trình Mặc thì ở trong sơn động chữa thương. Phục dụng đan dược, thương thế của mấy người chuyển biến tốt đẹp, linh lực cũng đang dần dần khôi phục, Tư Đồ Kiếm rốt cục nhìn không được hỏi. Mặc Họa, sao ngươi lại ở chỗ này? Mặc Họa hời hợt nói. Ta về tông môn, đi ngang qua nơi này, nhìn thấy có vết máu, liền thuận theo tìm một chút, vừa lúc liền phát hiện Hách Huyền bị người đuổi giết. Sau đó ta vận khí tốt, cứu được Hách Huyền, sau đó lại đi theo Hách Huyền, tìm được các ngươi, may mắn, cũng cứu các ngươi. Trình Mặc gật đầu, nhưng hắn gật đầu, liền phát hiện không đúng. Đây là chuyện tình vừa vặn, vận khí tốt, may mắn có thể làm được sao? Ngươi, cứu như thế nào? Trình Mặc hỏi. Cũng liền, bày trận pháp, nổ một chút là xong việc. Mặc Họa nói. Năm tên hắc y nhân vừa bị dẫn đi đâu rồi? Cũng giống như vậy, bày trận pháp, nổ một cái, người liền không còn. Ba người Trình Mặc liếc nhau, nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Đều chết hết. Mặc Họa gật gật đầu, sau đó thở dài, bất đắc dĩ nói. Các ngươi biết đấy, ta là trận sư, thân thể yếu đuối, linh lực cũng yếu, giao thủ chính diện, rất nguy hiểm. Gặp phải loại tu sĩ áo đen hung tàn, không lộ diện, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước, bày trận pháp, nổ bọn họ một chút. Ai ngờ bọn họ không khỏi nổ, nổ là chết, cái này cũng không trách được ta. Trình Mặc, Tư Đồ Kiếm, Dương Thiên Quân ngơ ngốc. Mặc Họa thấy bọn họ giật mình nhìn mình, cảm thấy mình nên điều thấp một chút, liền nghiêm túc nói. Đây đều là việc nhỏ, hiện tại quan trọng nhất là, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Những tu sĩ áo đen này, là bọn buôn người đúng không? Đám người Trình Mặc ngẩn ra, sau đó vẻ mặt đều ngưng trọng lên. Chúng ta trở về, báo cáo cho Đình Tư, Tư Đồ Kiếm nói, là muốn đưa tin cho Đình Tư. Nhưng mà, không kịp đâu. Đợi đạo Đình Ti chạy tới, những tên buôn người này, đoán chừng đã sớm chạy. Còn có tu sĩ bị bọn hắn bắt bán, cũng không biết sẽ bị bán đến nơi nào. Nếu như bán vào trong tay tu sĩ tầm thường, có lẽ còn không có gì, nhưng nếu như bán vào trong tay tà tu hoặc là ma tu, chỉ sợ cũng. Một ít tin đồn tàn nhẫn có quan hệ tới ma tu giết người luyện công, giết người luyện đan, giết người tế khí, hiện lên trong lòng mọi người. Thần sắc mọi người đều có chút ngưng trọng. Vậy nếu không, đôi mắt Mặc Họa hơi sáng lên, nhỏ giọng đề nghị, làm thịt đám hắc y nhân. Đám người Trình Mặc đều ngẩn ra, sau đó yên lặng nhìn Mặc Họa. Nhất là Trình Mặc và Tư Đồ Kiếm. Bọn họ phảng phất là lần đầu tiên nhận thức, tiểu sư huynh, trong ấn tượng dĩ vãng, ngây thơ đáng yêu, cả người lẫn vật vô hại, căn cơ không được, một lòng chỉ biết vẽ trận pháp này. Đều làm thịt hết. Dịch Lễ nhỏ giọng nói. Hắn là linh tu, trước đó bị đuổi giết, bị ép giao thủ cùng tu sĩ áo đen, vừa đối mặt đã bị đánh ngã. Bây giờ vừa tỉnh lại, đầu còn có chút choáng váng, nhất thời có chút không rõ tình huống. Mặc Họa gật đầu, làm thịt hết. Thế nhưng, Tư Đồ Kiếm hơi chần chờ, đối diện nhiều người, chúng ta đánh không lại. Trước đó, khi đối mặt, đoán sơ sơ có khoảng hơn 20 người. Bây giờ tuy đã chết một ít, nhưng ít ra cũng còn lại hơn 10 người, còn không biết có người khác giúp đỡ hay không. Huống hồ trong mười mấy hắc y nhân này, hình như còn có một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nhân số và tu vi, đều chiếm thế yếu. Mặc Họa suy nghĩ một chút, cân nhắc nói, giao thủ chính diện, đích thật là có chút khó, cho nên phải nghĩ chút biện pháp, chủ tính chu toàn. Chủ tính. Ba người Trình Mặc chần chờ gật gật đầu. Chỉ là kinh nghiệm của bọn họ không nhiều, nhất thời cũng không rõ, rốt cuộc muốn chủ tính điều gì. Trước không vội, Mặc Họa trầm ổn nói, việc cấp bách trước mắt là phải tìm được những tên buôn lậu áo đen này, thăm dò rõ hư thật, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cũng không thể bỏ mặc bọn họ lừa bán tu sĩ, sau đó bỏ trốn mất dạng. Như thế, ba người Trình Mặc gật đầu. Chỉ là, Dương Thiên Quân thở dài nói, chúng ta bị đuổi giết, chạy trốn một đường, cũng không biết những người áo đen kia rốt cuộc đi nơi nào. Mặc Họa hỏi, các ngươi gặp những tu sĩ áo đen này ở đâu? Trong một sơn cốc ở phía đông, Dương Thiên Quân nói. Vậy trước tiên đi xem một chút, tìm xem có manh mối gì hay không? Mặc Họa nói. Dương Thiên Quân giật mình,
sau đó gật đầu nói. Được. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Sau đó mấy người ngồi xuống chữa thương, khôi phục huyết khí, linh lực cũng khôi phục hơn phân nửa, mọi người đứng dậy xuất phát. Một nhóm 6 người, dọc theo đường núi hướng đông, đại khái qua nửa canh giờ, đi tới một sơn cốc. Mặc Hòa buông thần thức ra, khẽ nhíu mày. Trong sơn cốc, đã không còn một bóng người. Mọi người đi vào lục soát. Đất đai, đá vụn, cỏ cạn trên mặt đất có vết bánh xe, còn có dấu chân nhàn nhạt, cùng với dấu vết cái dương đặt trên mặt đất. Trừ cái đó ra, liền không có dấu vết khác. Giống như có một đám người, dừng lại một chút, sau đó không lâu, liền chia binh làm hai đường. Người một đường truy sát mấy người Trình Mặc. Một người khác thì mang theo tu sĩ bị lừa bán, lên đường rời đi. Đám người Trình Mặc hai mặt nhìn nhau, thở dài. Bọn họ đi rồi. Cũng không biết đi nơi nào. Đồng tử Mặc Hòa thâm thúy, trong đôi mắt, hoa văn nhân quả hiện lên, từng tia nhân quả khí cơ khắc sâu vào tầm mắt. Một lát sau, Mặc Hòa chỉ về phía bên trái sơn đạo, bọn họ đi về phía này. Những người khác đều sửng sốt. Trình Mặc hỏi, làm sao ngươi biết? Ta ngớt. Mặc Hòa hùng hồn nói. Sau đó hắn ung dung nói, đi thôi. Nói xong Mặc Hòa dẫn đầu, hướng bên trái đi đến. Hách Huyền lập tức đuổi theo. Mấy người Trình Mặc liếc nhau, đều có chút không hiểu, nhưng theo bản năng vẫn đi theo sau lưng Mặc Hòa. Bên trái là đường núi, sau đường núi là núi rừng, sau núi rừng có sơn cốc, sau sơn cốc lại là dòng suối nhỏ. Dọc theo con đường này, cũng không có vết tích của vết xe ngựa hoặc là tu sĩ đi ngang qua. Nhưng Mặc Hòa cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước, ánh mắt chuyên chú, bước chân kiên định. Phảng phất như hắn đã tận mắt nhìn thấy động tĩnh của những tu sĩ áo đen kia. Trình Mặc cảm thấy vô cùng quái dị. Nhưng dưới tình huống không có manh mối, ai cũng không biết phương hướng, có người dẫn đường, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Lại đi một nén nhang, Mặc Hòa con ngươi sáng ngời, đột nhiên dừng bước, xoay người hướng đám người Trình Mặc, đè bàn tay, thấp giọng nói. Ngồi xổm xuống. Mọi người thuận theo ngồi xổm xuống, hạ thấp thân hình, đi về phía trước vài bước, mượn nham thạch và bụi cỏ yểm hộ, thăm dò nhìn xuống. Dưới sườn núi, có một chỗ phế tích. Trong phế tích, vách tường sụp xuống, có khoáng thạch tạp nham, khuôn đúc và bếp lò dính bùn đất. Xem ra, giống như là một cái luyện khí hành bỏ hoang. Quy mô luyện khí hành không nhỏ, bên trong bị tường đổ che lấp, cửa vào bị gió cuốn đi. Cả tòa luyện khí hành, mới nhìn thì không có gì dị thường, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện chỗ bóng tối của đại môn, có hai đạo bóng đen. Chính là hai người áo đen canh cổng. Trình Mặc trong lòng cả kinh, tìm được rồi. Hắn quay đầu lại nhìn Mặc Hòa, khiếp sợ nói, vậy mà để ngươi đoán đúng rồi. Mặc Hòa khiêm tốn nói, vận khí vẫn được. Trình Mặc mơ hồ gật đầu. Tư Đồ Kiếm và Dương Thiên Quân lặng lẽ cho Trình Mặc một cái liếc mắt. Mặc Hòa nói vận khí, ngươi thật đúng là tin à. Dọc theo con đường này, một chút dấu vết cũng không có, Mặc Hòa một chút phương hướng không sai, làm sao có khả năng thật sự là vận khí đi ra. Bất quá, Mặc Hòa đã nói, bọn họ cũng rất thức thời không có hỏi nhiều. Tiếp theo làm sao bây giờ? Tư Đồ Kiếm hỏi, nghĩ cách trà trộn vào trong, thăm dò thực hư của kẻ địch trước đã. Có ẩn nấp không? Bọn họ cũng biết, Mặc Hòa biết thuật ẩn nấp, hơn nữa còn có một linh khí ẩn nấp hiếm có, Thủy Ẩn Ngọc. Không cần. Mặc Hòa lắc đầu nói, bên trong tổng cộng có 16 người, một trúc cơ trung kỳ, còn lại đều là trúc cơ sơ kỳ. Mọi người ngẩn ra. Trình Mặc hỏi, làm sao ngươi biết? Mặc Hòa tùy ý nói, thần thức đảo qua, liền đã nhìn ra. Trình Mặc nghi hoặc nói, tại sao ta không nhìn ra? Mặc Hòa nói, đó là bởi vì ta là trận sư, cho nên thần thức mạnh hơn một chút. Nói xong, Mặc Hòa lấy ra một tờ giấy, vẽ sơ qua địa đồ của luyện khí hành bỏ hoang. Cùng lúc đó, còn dùng người nhỏ đơn giản đánh dấu vị trí của mỗi người áo đen. Có hai người ở cửa, bọn họ là người canh chừng, qua hành lang, phía sau cột đá còn có một người cao to. Vẻ mặt mọi người phức tạp. Thần thức của ngươi mạnh đến mức này, thật sự là một chút sao. Mặc Hòa tiếp tục nói, tận cùng bên trong, có một đại sảnh, ngoài sảnh có ba tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tuần tra, khí tức bọn họ mạnh hơn một chút. Trong đại sảnh, tu sĩ trúc cơ trung kỳ đang tỏa chấn. Sườn góc đại sảnh, có dương và túi, bên trong hẳn là tu sĩ bị lừa bán. Mặc Hòa bố trí luyện khí hành, còn có nhân viên tu sĩ áo đen, đều nói rõ ràng. Trình Mặc cầm búa lên, trong ánh mắt chiến ý đại thịnh. Hắn hận những tu sĩ áo đen này lừa bán người, cũng hận bọn họ đuổi giết mình, lúc này liền nói.
Ta xông vào, xử lý bọn chúng. Mặc Hòa vẻ mặt im lặng. Trình Mặc sửng sốt, không phải muốn liều một phen sao? Mặc Hòa khinh bỉ nói, liều cái đầu ngươi. Mặc Hòa dựng thẳng ngón trỏ, nghiêm túc giáo dục hắn nói, mọi việc dự đoán đều lập, không dự đoán thì phế, làm việc phải có chủ tính. Cho dù muốn chém giết, cũng phải động não, phải có kết cấu, không phải chỉ biết liều lĩnh mà xông lên. Trình Mặc gãi gãi đầu, mưu đồ thế nào? Mặc Hòa lên giấy, vẽ ra một con đường. Tận lực ẩn nấp, không để lại dấu vết, không nên kinh động những người khác. Bắt đầu từ hai tu sĩ mặc đồ đen ở cửa chính, một người tiếp một người giết. Sau cửa lớn là hành lang, sau đó là mái hiên. Cứ như vậy từng người một giải quyết hết, cuối cùng lại nghĩ biện pháp, xử lý lão đại áo đen trúc cơ trung kỳ kia. Như vậy là ổn thỏa nhất, nguy hiểm cũng nhỏ nhất, cũng tiết kiệm linh lực nhất. Những người khác đều yên lặng nhìn Mặc Hỏa, không khỏi lau mắt mà nhìn hắn. Vậy chúng ta, động thủ sao? Trình Mặc nhỏ giọng nói. Mặc Hỏa lắc đầu, ta còn chưa nói xong. Trình Mặc ngẩn ra, vẫn chưa xong sao? Mặc Hỏa móc ra thiên quân bổng, hỏi Hách Huyền, ngươi biết đánh lén sao? Hách Huyền thành thật lắc đầu, sẽ không. Ta dạy ngươi, Mặc Hỏa kiên nhẫn chỉ điểm, thân pháp ngươi tốt, bước chân nhẹ, loại chuyện đánh hôn mê này rất thích hợp với ngươi. Trên cây gậy này, bị ta vẽ lên thiên quân trận. Ngươi phải lặng lẽ tiếp cận, kích hoạt trận pháp, sau đó thừa dịp nó chưa chuẩn bị. Mặc Hỏa dạy xong, hỏi Hách Huyền, nhớ chưa? Hách Huyền ngơ ngác gật đầu, nhớ kỹ. Mặc Hỏa vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có việc gì, một lần sinh, hai lần quen thuộc, dần dần liền quen thuộc. Hách Huyền có chút dại ra. Mặc Hỏa lại nói với Tư Đồ kiếm, Tư Đồ, trên thân kiếm của ngươi, bôi chút độc dược. Tư Đồ kiếm vẻ mặt mờ mịt, ta không có. Không sao, ta có mang theo. Mặc Hỏa từ trong túi chữ vật, lấy ra mấy cái bình nhỏ, có chút đáng tiếc. Độc dược không dễ làm, nhất là độc tính mãnh liệt, đạo đình sẽ quản chế, tông môn cũng không cho luyện, chỉ có thể vô cùng đơn giản, bôi chút độc dược, mê giải. Mặc Hỏa lại nói với Dương Thiên Quân. Dương đại ca, trên thương của ngươi, cũng phải bôi một chút độc. Dương Thiên Quân tâm tình phức tạp gật gật đầu. Dịch lễ, thuật đóng cổ của nịch thủy thuật ngươi biết dùng không? Lúc giết người, dùng thủy linh lực phong hầu, không cho đối phương phát ra tiếng la. Còn có Trình Mặc, ngươi ngậm rễ cây này trong miệng, như vậy lúc chém người, cũng sẽ không la to nữa. Chiếu vào trán, một rìu chém chết là được. Trình Mặc rốt cuộc nhìn không được, nheo mắt, thấp giọng nói. Mặc Hỏa, trước kia ngươi, có phải hay không từng làm thổ phỉ, thường xuyên, giết người cướp của... Mặc Hỏa lườm hắn một cái, vẻ mặt đứng đắn nói. Đừng nói bậy, ta là đệ tử tốt của Thái Hư Môn, là tu sĩ tốt tuân theo luật pháp. Vẻ mặt đám người Tư Đồ kiếm nghi ngờ. Mặc Hỏa vì không muốn bọn họ suy nghĩ nhiều, liền nói. Động thủ đi. Đám người Trình Mặc cũng gật đầu. Trước mắt giải quyết đám người áo đen này, cứu tu sĩ bị lừa bán mới là việc cấp bách. Thủ đoạn, tạng, thì bẩn chút đi. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Đều là tiểu sư huynh, làm hư bọn họ. Trước cửa hàng luyện khí bị bỏ hoang. Hai người áo đen canh cửa, còn trốn ở trong bóng tối. Nếu như không chú ý, tùy tiện tới gần, tất nhiên sẽ bị phát hiện, khiến cho nhóm buôn người này cảnh giác. Sáu người Mặc Hỏa rón rén tới gần. Thừa dịp hai hắc y nhân này đưa lưng về phía mình, Hách Huyền động thủ trước. Hắn đeo thủy ẩn ngọc, thi triển thân pháp phong hệ, dưới chân không tiếng động. Lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng một người trong đó. Sau đó hắn giơ cao thiên quân bổng, ầm, một tiếng, nện lên ót một tên hắc y nhân. Người áo đen bỗng nhiên bị đánh, nhìn không được lảo đảo một cái, mắt bốc lên sao vàng, bước chân phù phiếm. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tư Đồ kiếm đã ngự ly hỏa kiếm ngâm độc, một kiếm xuyên thủng tâm mạch của hắn. Độc dược làm kinh mạch của hắn tê liệt, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy. Một hắc y nhân khác phát giác được động tĩnh, vừa xoay người, đã bị Mặc Hỏa dùng thủy lao thuật khóa lại. Một thương mà Dương Thiên Quân xúc khí đã lâu, trực tiếp phá không mà ra, đâm xuyên ngực hắn. Người áo đen há miệng muốn la lên, Dịch Lễ vội vàng dựa theo phân phó của Mặc Hỏa, thi triển một chiêu, thuật phong hầu ngâm nước, dùng thủy linh lực phong bế yết hầu người áo đen, để cho hắn không la lên được. Môn pháp thuật này tuy rằng hiếm thấy, nhưng Dịch gia là người có xuất thân pháp thuật thế gia, cho dù không tinh thông nhưng vẫn có thể sử dụng. Sau đó mọi người lại tự mình bổ đao, bổ pháp thuật. Hai người áo đen canh cửa, cứ như vậy bị dễ dàng, mà lại lặng yên không một tiếng động bắt lại. Quá trình này tương đối nhẹ nhàng.
Đám người Trình Mặc đều có chút giật mình. Mặc Hòa khẽ vuốt cằm, tiếp tục. Sau đó là một đại hán áo đen trên hành lang. Đại hán này, khổ người rất lớn, huyết khí cũng rất đủ, rõ ràng là luyện thể. Mặc Hòa đưa Thủy Ẩn Ngọc cho Trình Mặc. Trình Mặc cũng nhớ lời Mặc Hòa phân phó, trong miệng ngậm một cành cây, mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn như kẻ trộm, lặng lẽ đi về phía sau lưng đại hán kia. Chỉ là thần thức của Trình Mặc không mạnh, cũng không có kinh nghiệm ẩn nấp, đi vào trong bốn bước của đại hán, liền bị phát hiện. Đại hán áo đen trợn tròn đôi mắt giận dữ. Là ai? Mặc Hòa liền nói ngay, Dịch Lễ. Dịch Lễ nhanh tay lẹ mắt, một đạo thuật phong hầu ngâm nước, ngăn chặn yết hầu đại hán áo đen, đem lời nói còn lại của hắn, bịt lại trong miệng. Cùng lúc đó, Mặc Hòa trong nháy mắt lấy thủy lao thuật, định trụ thân hình đại hán áo đen. Trình Mặc cũng lập tức ra tay, huyết khí quanh thân khuấy động, hai lưỡi búa giơ lên cao, phía trên ngưng kết một tầng lực khai sơn. Dựa theo thói quen, Trình Mặc vốn định hét lớn một tiếng. Nhưng trong miệng hắn ngậm nhánh cây, kêu không ra tiếng. Giống như con ngựa bị nhai, Trình Mặc phẫn uất trong lòng, liền đem toàn bộ khí lực, toàn bộ rót vào trong hai lưỡi búa, đột nhiên đánh xuống. Hai lưỡi búa bổ xuống, mang theo khí thế khai sơn, chém thật sâu vào trên lưng đại hán áo đen, đục ra hai vết máu thật sâu, thậm chí lộ ra xương sườn. Sau đó từ đồ kiếm ngự kiếm, Dương Thiên Quân bổ thương. Mấy người liên thủ triệt để bắt đại hán áo đen luyện thể này. Mặc Hòa lại lén lút, bổ sung một cái hỏa cầu thuật, lúc này mới an tâm. 16 tên buôn người áo đen, đã chết 3 người. Lúc này Hách Huyền nhớ tới cái gì, hỏi Mặc Hòa. Có muốn để lại người sống không, tra thêm thân phận của bọn họ. Mặc Hòa suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, không cần. Hiện tại địch nhiều ta ít, ra tay tất nhiên phải tàn nhẫn, không thể cưỡng ép lưu lại người sống, nếu không dễ dàng sinh biến. Chờ chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, lại cân nhắc chuyện người sống. Đám người tư đồ kiếm gật đầu. Sau đó mọi người bắt chước làm theo, ở trong luyện khí hành bỏ hoang, lợi dụng địa hình che giấu, liên thủ phối hợp lẫn nhau, một người lại một người, giải quyết hết những tu sĩ áo đen này. Bất chi bất giác, 16 tu sĩ áo đen, cũng chỉ còn lại có 4 người. 4 người này đều ở gần đại sảnh cuối cùng. Bên ngoài đại sảnh là 3 trúc cơ tiền kỳ, trong sảnh một người là trúc cơ trung kỳ, những tu sĩ bị lừa bán khác cũng ở trong đại sảnh. Mặc Hòa vốn định vẽ trận pháp, đưa 4 người này cùng một chỗ đi. Nhưng có con tin, bị lừa ở bên trong, thì không thể thô bạo như vậy. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, phục dụng chút đan dược, lại ngồi xuống khôi phục chút ít linh lực, liền bắt đầu nạnh chiến cuối cùng. Giết chết 4 tên hắc y nhân này, cứu ra tu sĩ bị bắt cóc. 6-4, bên mình chiếm ưu thế về nhân số. Nhưng đối diện còn có một trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa trúc cơ trung kỳ này, không biết gốc rễ, cũng không biết hắn có thủ đoạn gì. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Mặc Hòa vốn là muốn bảo đảm một chút, trước tiên xử lý 3 tên bên ngoài, sau đó 6 người lại cùng nhau đối phó đầu mục áo đen trúc cơ trung kỳ bên trong. Nhưng bên trong còn có con tin. Vạn nhất giao thủ, những tu sĩ áo đen này phát rồ, bắt đầu xé phiếu thì không ổn. Ta ẩn thân vào xem. Mặc Hòa nhỏ giọng nói. Hắn muốn ẩn thân đi vào, một cái tiểu thiên thạch thuật tiến đầu mục áo đen trúc cơ trung kỳ kia lên đường. Hiệu suất cao ngắn gọn như vậy, xong hết mọi chuyện. Cùng lúc đó, 5 người khác cũng được sắp xếp xong xuôi, liên thủ đối phó 3 người áo đen trúc cơ sơ kỳ khác. Giết 2 người trước, sau đó mới tập trung hỏa lực. Như vậy bất kể mình có thể giết tên đầu mục kia hay không, bên ngoài đều dọn dẹp. Tư đồ kiếm lo lắng nói, Mặc Hòa, một mình ngươi đi vào, có phải quá nguy hiểm hay không? Không có việc gì, Mặc Hòa thoải mái nói, ta thuật ẩn nấp tốt, vào xem một chút mà thôi. Sau đó Mặc Hòa suy nghĩ một chút, lại dặn dò, sau khi ta đi vào, nếu bên trong không có động tĩnh gì, các ngươi trước hết đừng động thủ. Nhưng chỉ cần có một chút động tĩnh, các ngươi lập tức sẽ ra tay, xử lý 3 người bên ngoài. Được. Đám người Trình Mặc đều gật đầu. Thương nghị thỏa đáng xong, Mặc Hòa liền ở trước mặt mọi người, dần dần ẩn nấp biến mất, một chút dấu vết cũng không có. Dù là máu thịt, linh lực hay là khí tức thần niệm đều biến mất. Mọi người thầm kinh hãi. Thật sự, một chút dấu vết cũng không có. Rốt cuộc là thuật ẩn nấp gì? Mấy người Trình Mặc hai mặt nhìn nhau, có chút khó tin. Bên kia, Mặc Hòa ẩn thân, lướt qua 3 người tuần tra bên ngoài đại điện, rón rén đi vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh, bốn phía lọt gió, phá hư không chịu nổi. Trong góc, đúng là bày biện mấy cái túi,
còn có cái dương, tu sĩ bị lửa bán giấu ở bên trong. Mà tên đầu mục áo đen kia, ngay tại giữa đại sảnh. Mặc Hòa tập trung nhìn vào, nhíu nhíu mày. Tên đầu mục mặc hắc y này, hành tung hết sức kỳ quái. Hắn thành kính quỳ trên mặt đất, tựa hồ đang quỳ lạy cái gì, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng miệng lại mơ hồ không rõ, lẩm bẩm, căn bản không biết đang nói cái gì. Mặc kệ, trước tiến hắn đi. Mặc Hòa nhẹ nhàng cất bước, đi về phía trước, chậm rãi tới gần phía sau đầu mục áo đen này. Đúng lúc này, trên người đầu mục áo đen bỗng nhiên hiện ra một hư ảnh màu máu. Hư ảnh này như hư như thực, quanh thân huyết sắc, có cái cổ thật dài, trên đầu có sừng, dung mạo dữ tợn. Cứ như một tà niệm yêu ma. Sau khi hư ảnh hiện lên, nghiêng đầu lại, một đôi huyết đồng gắt gao nhìn chằm chằm vào Mặc Hòa ẩn thân. Đồng tử Mặc Hòa co rụt lại. Cùng lúc đó, đầu mục áo đen quỳ xuống đất chiều bái run lên toàn thân, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chỗ hư vô của Mặc Hòa, lạnh lùng nói. Ai? Mặc Hòa thần sắc chấn động, lúc này hóa thành một đạo thủy quang, cấp tốc lui về phía sau. Cùng lúc đó, ánh mắt tên đầu mục áo đen lạnh lẽo, rút ra linh kiếm, bổ ra một đạo kiếm quang, chém về phía thủy ảnh. Mặc Hòa tăng tốc độn pháp, lại lui một bước. Kiếm quang chậm một bước, chém vào trước người Mặc Hòa, chém nát gạch đá trên mặt đất. Linh lực trong phòng chấn động, khiến cho đám người Trình Mặc ở bên ngoài chú ý. Bọn họ nhớ kỹ Mặc Hòa phân phó. Chỉ cần có động tĩnh, liền lập tức động thủ. Hách Huyền Thi triển thân pháp phong hệ, bước chân như gió, lập tức đi tới sau lưng một hắc y nhân trúc cơ sơ kỳ, giơ thiên quân bổng lên, đột nhiên gõ xuống. Người áo đen bất ngờ không kịp đề phòng, đầu bị trúng đòn nặng, máu tươi chảy ròng, đầu choáng váng hoa mắt. Trong miệng Trình Mặc còn ngậm nhánh cây, vô thanh vô tức, nhào tới như mãnh hổ, hai cái búa lớn giơ lên cao, trực tiếp bổ vào trên trán người áo đen. Người áo đen này lúc này đã chết. Một người áo đen khác ở gần đó phát hiện ra động tĩnh, muốn đến trợ giúp, lại bị Dương Thiên Quân sớm mai phục, một chiêu thương xuất như rồng, trực tiếp đâm vào trên vai. Tư đồ kiếm ngự ly hỏa kiếm, đâm xuyên qua bụng hắn. Sau đó hai người liên thủ, tiếp tục công kích. Người áo đen còn đang giãy giụa, sau ba hiệp, đã bị Dương Thiên Quân và tư đồ kiếm liên thủ giết chết. Bên ngoài đại sảnh chỉ còn lại một hắc y nhân cuối cùng. Hắn cách khá xa, cảm giác được linh lực dao động, lúc chạy tới, hai đồng bọn người áo đen khác đã chết. Người áo đen này sắc mặt đột biến, xoay người muốn chạy. Dịch Lễ vận khí một lát, bàn tay vừa nhấc, ngưng tụ thành một thổ lao thuật, đem hắn vây khốn. Bốn người Trình Mặc lập tức đánh tới, phủ kiếm thương bổng đều xuất hiện, giải quyết người áo đen cuối cùng. Chờ Mặc Hòa rời khỏi đại sảnh, bên ngoài đại sảnh đã toàn bộ bị dọn dẹp. Đám buôn người áo đen này, ngoại trừ đầu mục áo đen trúc cơ trung kỳ, những người khác toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, đầu mục áo đen cũng đuổi theo. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền nhìn thấy, huynh đệ áo đen cuối cùng của mình, chết thảm dưới sự vây công của năm người Trình Mặc. Quay đầu nhìn lại, những nơi khác cũng ngổn ngang lộn xộn, nằm không ít thi thể, chỉ có điều bị giấu rất khá, không dễ bị phát hiện. Thần thức khẽ động, một hành trình luyện khí hoang phế to như vậy, khí tức ít ỏi, lộ ra tĩnh mịch. Vẻ mặt tên đầu mục áo đen chấn động, không thể tin nổi. Mình nhiều thủ hạ như vậy, nhiều huynh đệ như vậy, cứ như vậy bất chi bất giác. Tất cả đều chết. Một cơn lửa giận xông lên đầu, đầu mục áo đen nhìn mấy người Trình Mặc, lạnh lùng nói. Một đám tiểu tạp chủng, ai sai các ngươi tới đây? Hắn tuyệt đối không tin, chỉ với mấy đệ tử trúc cơ sơ kỳ của tông môn này, lại có thể giết sạch hơn 10 huynh đệ dưới trướng mình. Trong nháy mắt này, hắn nhớ tới tu sĩ vừa rồi nhìn trộm hắn trong đại sảnh. Thuật ẩn nấp, đầu mục hắc y nhíu mày. Hắn nhìn chung quanh một chút, cũng không có thân ảnh tu sĩ ẩn nấp kia. Dường như tung tích người kia bại lộ, mượn thân pháp thủy hệ, sau khi trốn thoát, lại thi triển ẩn nặc thuật, ẩn tàng thân hình. Ánh mắt của tên đầu mục áo đen trầm xuống. Khi nãy nhìn thoáng qua, hắn chỉ nhìn thấy một đoàn thủy quang, cũng không nhìn thấy thân hình chân chính của người ẩn nấp. Nhưng có thể học thuật ẩn nấp, còn có thể dùng thuật ẩn nấp tốt, tất nhiên là tu sĩ cai độc âm hiểm. Không đến 200 tuổi, ít nhất cũng 100 tuổi. Một tu sĩ âm hiểm giấu đầu lòi đuôi, năm tiểu xúc sinh mới vào tông môn, giết hơn 10 huynh đệ của ta. Tên đầu mục áo đen rút ra một thanh linh kiếm chế thức, khí tức quanh thân tăng lên, thanh âm lạnh như băng. Ta muốn các ngươi chôn cùng. Tu vi của tên đầu mục áo đen là trúc cơ trung kỳ, khí tức hùng hậu, uy áp rất nặng. Năm người Trình Mặc vẻ mặt ngưng trọng, nhưng dù sao đều là thiên chi kiêu tử, không muốn chịu thua.
Trình Mạc nhổ ra cây mực trong miệng, hét lớn một tiếng, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Sau đó trực tiếp vung búa lên, chém giết tới. Bốn người còn lại cùng nhau đánh lén. Thế thương của Dương Thiên Quân sắc bén, cùng Trình Mạc chính diện cường công. Tư Đồ kiếm ngựa ly hòa kiếm phụ công. Dịch Lễ và Hách Huyền phối hợp tác chiến ở bên ngoài. Năm người vây công, phối hợp lẫn nhau coi như ăn ý, có cận chiến, có viễn công, có thể tu, có linh tu. Phủ quang, kiếm quang, trường thương giao thoa. Pháp thuật bay múa. Trong lúc nhất thời, tên đầu mục áo đen bị áp chế. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, nhưng trong lòng hơi kinh hãi. Mấy tiểu tử này, đúng là có chút nội tình, cũng có chút tàn nhẫn. Nếu thật sự giết bọn họ, sợ là phải phí một phen trắc trở. Huống chi, bên cạnh còn có một tu sĩ ẩn thân cay độc âm hiểm nhìn chằm chằm, một mực không có xuất thủ. Tên đầu mục áo đen trầm tư một lát, ánh mắt chợt lạnh lẽo, một kiếm đẩy ra cự phủ của Trình Mặc, một trường bước lui Dương Thiên Quân, xoay người muốn đi vào trong đại sảnh. Trong mắt của hắn, động sát tâm. Tư Đồ kiếm lập tức hiểu ra, cả kinh nói. Hắn muốn giết những tu sĩ bị lừa bán kia diệt khẩu. Mấy người Trình Mặc cũng thần sắc đại biến, nhao nhao xuất thủ, muốn giữ lại đầu mục áo đen này, nhưng dù sao cũng chậm một bước. Tên đầu mục áo đen cười lạnh, khinh miệt nhìn mọi người. Hắn tu vi cao, thân pháp cũng nhanh hơn một bậc, đi trước một bước, bước vào đại sảnh. Nhưng chân vừa chạm đất, mặt đất lóe lên ánh sáng, trận văn phát động, ánh lửa đỏ tươi phát họa ra một bộ trận đồ thâm ảo phức tạp. Con mắt của tên đầu mục áo đen đột nhiên trợn to, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Trận pháp. Mắt thấy hồng quang chói mắt, trên trận pháp, linh lực lưu chuyển. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tên đầu mục áo đen vội vàng thu bước chân lại, kích hoạt một tấm bùa hộ mệnh, xoay người đưa lưng về phía trận pháp. Sau đó ánh lửa bốn phía, tiếng ầm ầm vang lên. Một cỗ linh lực hỏa hệ mãnh liệt, trong nháy mắt bạo tạc, chấn động linh lực lan ra. Đầu mục áo đen trực tiếp bị nổ bay mấy trượng, đầu gối nửa quỳ xuống đất, kéo ra một vết máu ở trên mặt đất. Phù lục phòng thân của hắn bị nổ nát bấy, linh lực hỏa hệ tổn thương kinh mạch, lưu lại một vết cháy lớn. Đám người Trình Mạc kinh hãi. Trong miệng tên đầu mục áo đen phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt càng thêm khó có thể tin. Sao lại có trận pháp? Trước đây không lâu, mình mới đi ngang qua cửa đại sảnh. Là ai trong thời gian ngắn như vậy, có thể giấu giếm mình, vô thanh vô tức bày ra trận pháp uy lực bực này? Hơn nữa, hắn làm sao biết, ta tất nhiên sẽ trở về diệt khẩu. Là tu sĩ ẩn nấp kia. Áp lực trong lòng tên đầu mục áo đen đột nhiên tăng lên, sắc mặt hắn đã có chút tái nhợt. Năm người Trình Mạc thấy trận pháp nổ tung, cũng có chút ngây người, nhưng sau đó nhìn thấy đầu mục áo đen bị trận pháp nổ thương, đều là thần sắc chấn động. Trình Mạc không nói hai lời, mang theo hai cái búa, liền hướng về phía đầu mục áo đen chém tới. Dương Thiên Quân và Tư Đồ kiếm cũng theo sát phía sau. Tên đầu mục áo đen xì một tiếng, trong lòng thầm mắng. Chủ quan, bị tính kế. Hắn dựng trường kiếm lên, liều mạng với cự phủ của Trình Mặc, quay đầu nhìn đại sảnh, sau khi phát hiện trận pháp nổ tung, cửa đại sảnh đã bị đá rơi chặn lại, trong thời gian ngắn không vào được, trong lòng căm tức. Không diệt được miệng. Đã như vậy. Tên đầu mục áo đen cười nhạt, vậy thì giết hết toàn bộ các ngươi. Lời còn chưa dứt, đôi mắt của hắn đột nhiên trở nên đen nhánh vẩn đục. Một cỗ ma khí ô chọc, màu đen, không biết từ chỗ nào hiện lên. Du tẩu khắp toàn thân hắn, sau đó lại bám vào thanh linh kiếm chế thức trong tay hắn. Cả người đầu mục hắc y đều trở nên âm trầm đáng sợ, ma khí nặng nề. Nhập ma. Đám người Trình Mặc thần sắc biến đổi. Một mực ẩn núp trong bóng tối, nghĩ cách ám toán Mặc Họa, cũng nhíu nhíu mày, cảm thấy hết sức kỳ quái. Chính là, ma là ma. Chính cùng khí tức linh lực của ma có bản chất bất đồng. Những người áo đen khác cũng chỉ phục tà đan. Hoặc là sau khi chết ma khí hủ hóa máu thịt, mới có một tia khí tức ma túy. Nhưng tên đầu mục áo đen này lại hoàn toàn khác biệt. Khi vừa mới động thủ, trên người hắn là linh lực thuần khiết, cũng không có một chút khí tức ma đạo nào. Nhưng hôm nay linh lực vừa chuyển, đột nhiên có thể nhập ma. Có chút quỷ dị, còn hư ảnh yêu ma màu máu trên người hắn trước đó, rốt cuộc là cái gì? Vậy mà có thể nhìn thấu thuật ẩn nấp của ta. Ánh mắt Mặc Họa hơi ngưng tụ. Mà bên kia, hắc y đầu mục sau khi ma hóa đã bắt đầu chém giết với mấy người Trình Mặc. Linh lực của hắn trở nên ô uế, nhưng cũng trở nên mạnh hơn. Ma khí âm trầm quấn quanh trên linh kiếm cũng tựa như kịch độc, mang theo lực lượng ăn mòn màu đen.
Áp lực của mấy người Trình Mặc đột nhiên tăng lên. Giao phong chính diện trở nên dị thường khó khăn, mỗi lần cùng linh kiếm chế thức quấn quanh ma khí liều mạng, vô luận là Trình Mặc hay là Dương Thiên Quân, huyết khí đều sẽ bị chấn động đến bốc lên. Mà một khi bị kiếm khí của đầu mục áo đen quẹt thương, ma khí nhập thể, kinh mạch sẽ dần dần bị ăn mòn, huyết khí sẽ bị ô nhiễm. Cho nên lúc giao thủ, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Cũng may đầu mục áo đen này, trước đó bị trận pháp của Mặc Họa nổ bị thương, thực lực bị hao tổn, nếu không tình thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mặc Họa ở bên cạnh quan sát hồi lâu, yên lặng lắc đầu, thở dài. Đánh nhau không tốt lắm. Dưới hỗn chiến, địch ta giao thoa, không dễ bày trận pháp lắm. Nếu không rất dễ ngộ thương đồng bạn, ngay cả Trình Mặc cùng Tư Đồ Kiếm bọn họ cũng cùng một chỗ nổ tung. Mà tên đầu mục áo đen này, đã trúng một lần kế, sau khi bị trận pháp đổ thương, rõ ràng có đề phòng, muốn lại dùng trận pháp hố hắn, không quá dễ dàng. Mặc Họa lại yên lặng cân nhắc. Ngũ hành nguyên trận. Trình Mặc và Dương Thiên Quân là thể tu, giao thủ với đầu mục áo đen, thân hình ngươi tới ta đi, không thể đứng bất động. Hách Huyền coi như xong, hắn có thể chạy trối chết đã không tệ rồi. Dịch Lễ và Tư Đồ Kiếm thì có thể thử, nhưng Trình Mặc chưa chắc có thể kiềm chế được đầu mục áo đen. Một khi Dịch Lễ và Tư Đồ Kiếm bị đầu mục áo đen đột kích trong quá trình ngũ hành tăng phúc, vận khí ngưng thuật, hai người này mặc dù không chết cũng trọng thương. Nếu dùng pháp thuật, thủy lao thuật hữu dụng, nhưng kiềm chế một hồi, ý nghĩa cũng không lớn. Tu vi của đám người Trình Mặc có hạn, không thể tốc chiến tốc thắng. Tiểu cấm thuật thiên thạch, lại cần tới gần mới có thể dùng. Dưới tình huống này tới gần, nguy hiểm quá lớn. Mặc Họa không muốn mạo hiểm. Hơn nữa càng khó giải quyết chính là, Mặc Họa còn không dám rông dài. Trình Mặc bọn họ mặc dù thiên phú tốt, truyền thừa không kém, nhưng dù sao cũng chỉ là đệ tử mới nhập môn, kinh nghiệm không đủ, tu vi cũng chỉ có chút cơ sơ kỳ. Một khi đầu mục áo đen này lại vận dụng át chủ bài gì đó, đột nhiên bạo khởi, sợ là năm người Trình Mặc đều có nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù là tiếp tục tiêu hao, dưới sự uy hiếp của ma khí âm độc, mấy người Trình Mặc cũng không thể kiên trì quá lâu. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ không thể không mắc sai lầm. Một khi sai lầm, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Mặc Họa thở dài, trong lòng cảm khái nói. Đấu pháp chém giết, vẫn phải có, hàng trước, bản thân mới dễ đi theo lăn lộn. Lúc trước làm nhiệm vụ, đều là Phong Sư Huynh cùng Thượng Quan Sư Huynh xông lên phía trước, đứng vững trước áp lực. Mà Mộ Dung Sư Tỷ và Thiền Thiền Sư Tỷ, tu vi đều không yếu, thủ đoạn công phạt cũng rất mạnh. Trong chiến đấu thế lực ngang nhau này, chỉ cần mình hơi động tay chân một chút, cho chút pháp thuật khống chế, liền có thể thay đổi chiến cuộc, đặt vững thắng thế. Giao chiến với Hỏa Phật Đà cũng giống như vậy. Cố Thúc Thúc là một kim đan đại tu sĩ đứng ở phía trước, đứng vững trước uy lực của toàn bộ vẫn hỏa cấm thuật của Hỏa Phật Đà. Chính mình thông qua trận pháp hạ, hắc thủ là được. Có thể nói, phát ra tất cả đều là sư huynh sư tỷ, còn có Cố Thúc Thúc đánh. Mình hoặc là khống chế, hoặc là âm người, cuối cùng thực sự bất đắc dĩ, mới có thể nhặt nhạnh thu đầu người. Nhưng bây giờ thì không được. Đám người Trình Mặc, căn bản không chịu được. Tuổi tác của bọn họ cũng không lớn, tu vi không sâu, kinh nghiệm còn thấp, loại nguy hiểm liều mạng tranh đấu sinh tử này, bọn họ còn không gánh chịu nổi. Đánh tiếp như vậy không phải biện pháp, trước tiên phải rút lui, lại bàn bạc kỹ hơn sao? Hoặc là bước tên đầu mục này đi, trước cứu tu sĩ bị lừa bán. Mặc Họa nhíu mày suy tư. Đột nhiên hắn ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Có người. Mặc Họa buông thần thức ra, đôi mắt sáng ngời. Người của đạo Đình Ti. Hơn nữa có mấy đạo khí tức, hết sức quen thuộc, tựa hồ là người Cố gia. Là người của mình. Mặc Họa tinh thần chấn động. Xem ra Cố Thúc Thúc vẫn nhận được tin nhắn mình gửi đi trước đó, cũng phái người đến. Có đạo Đình Ti giúp đỡ, hắc y đầu mục này, dù hắn, ma hóa, cũng là mọc cánh khó thoát. Mấy hơi sau, thần sắc của tên đầu mục áo đen biến đổi. Hắn cũng cảm giác được, có người đến đây. Hơn nữa những người này rõ ràng không phải tu sĩ một đường với hắn, khí tức cổ hủ cứng nhắc, tản ra mùi vị của chó săn đạo đình. Lại còn có viện binh. Ánh mắt tên đầu mục áo đen trầm xuống, thần sắc giận dữ. Hắn không ngờ, chẳng qua chỉ là một chuyến buôn bán, gia súc, bình thường, vốn nên thuận lợi, lại nhiều lần gặp biến cố. Đầu tiên là ngoài ý muốn bị đánh vỡ, đuổi theo giết người diệt khẩu chậm chạp không trở về. Tới bây giờ, huynh đệ của mình, trong nháy mắt đã chết sạch. Một đám phế vật, hắc y đầu mục tức giận mắng. Nhưng phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì.
Bây giờ quần nhau với mấy tiểu quỷ này, chó săn của đảo Đình Ti cũng tới, nếu không đi sẽ không kịp. Một khi lâm vào bao vây, mặc dù giải phong ấn, vào ma đảo, thực lực tăng nhiều, nhưng giao thủ với nhiều tu sĩ như vậy, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, khó thoát lưới. Đang gián đoạn không ngừng, ngược lại bị loạn. Huynh đệ đều đã chết, mình phải sống sót. Nhưng mà, trước khi đi, đôi mắt của tên đầu mục khẽ nhếch lên, rồi đột nhiên trở nên đỏ tươi. Trước tiên làm thịt mấy tên tiểu quỷ vướng bận trước mắt đã. Chỉ là mấy tiểu quỷ mới vừa vào tông môn, cho rằng liên thủ chính là đối thủ của ta. Đầu mục hắc y nhe răng cười. Trên người hắn, ma khí bỗng nhiên cuồn cuộn. Cùng lúc đó, trán của hắn nứt ra, huyết nhục xoay tròn, lộ ra một đôi mắt tà dị. Con mắt này lạnh lùng, đục ngầu, nhưng lại dữ tợn mà điên cuồng, giống như tràn ngập tà dục lạnh như băng mà cố chấp. Một hư ảnh yêu ma máu tanh hiện lên ở trên người hắn. Một cỗ tà thần chi niệm huyết sắc trong nháy mắt lan tràn ra bốn phía. Mấy người Trình Mặc và Dương Thiên Quân, trong chớp mắt, đã bị tà niệm màu máu bao phủ, thần thức mờ mịt, thần sắc thống khổ, trong lòng sinh ra một loại xúc động khuất phục tà dục thế gian, quy y thần chủ, tay chân không thể động đậy. Tên đầu mục áo đen giơ thanh kiếm được ma khí quấn quanh lên, vừa định bêu đầu đám người Trình Mặc, nhưng đột nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn sang một bên. Mặc Hòa ở bên cạnh cũng bị huyết sắc bao phủ, lộ ra thân hình ẩn nấp. Nhưng khác với đám người Trình Mặc chính là, thần niệm của Mặc Hòa dường như cũng không bị ảnh hưởng. Một đôi mắt to trong veo như nước, đối diện với đầu mục áo đen. Con ngươi của tên đầu mục áo đen co rụt lại, lập tức thần sắc kinh hãi. Tu sĩ ẩn nấp ở một bên, âm hiểm ám toán kia, lại là một tiểu quỷ nhỏ tuổi như thế. Hơn nữa, dưới sự bao phủ uy nghiêm của thần chủ vô thượng, tiểu quỷ này, vì sao một chút phản ứng cũng không có? Trong lòng tên đầu mục áo đen chấn động. Con mắt thứ ba trên trán hắn bỗng nhiên phẫn nộ, vặn vẹo, đầy những tơ máu. Tà niệm màu máu xung quanh cũng càng thêm nồng đậm, bao phủ trên người Mặc Hỏa. Nhưng thần niệm của Mặc Hỏa, mặc cho huyết sắc ăn mòn, vẫn không thay đổi chút nào, bách tà bất xâm. Đầu mục áo đen khó có thể tin. Mặc Hỏa ngẩn ra, sau đó thần sắc cũng chấn kinh. Trong nháy mắt khi huyết sắc tăng thêm, hắn dường như cảm nhận được một cỗ hấp dẫn đến từ thần hồn. Trong lúc giật mình, hắn lại ngồi lên tế đàn trang nghiêm kia. Khí cổ lão uẩn ra thân, vạn đạo yêu ma vây phục, thiên địa sinh linh triều bái. Trong tối tăm, dường như có người đang nói cho hắn biết. Tế phẩm của ngươi, đưa tới rồi. Mặc Hòa vẻ mặt nghi hoặc. Tế phẩm gì? Ai là tế phẩm? Mặc Hòa dương mắt, nhìn về phía trước. Tế phẩm, là chỉ tên đầu mục áo đen này, hay là chỉ con mắt tà dị thứ ba trên trán hắn? Ngay khi Mặc Hỏa nhìn về phía con mắt tà dị kia, con mắt tà kịch liệt rung động, không ngừng chuyển động, cùng lúc đó, một cỗ ngôn ngữ như thần niệm nhọn nhọn vang lên. Giết! Giết hắn! Giết hắn! Mặc Hỏa ngẩn ra, trong mắt tên đầu mục áo đen cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Từ khi con mắt thần chủ ký túc ở trên người hắn, hắn còn chưa bao giờ gặp được tình huống con mắt thần vội vàng táo bạo như thế, gần như không khống chế được. Chỉ là một tiểu tu sĩ ẩn nấp, vì sao lại để thần mâu khẩn trương như thế, thậm chí còn lộ ra một tia kiêng kỵ. Mệnh lệnh của thần chủ không được vi phạm. Đầu mục áo đen giơ kiếm, nhưng hắn không ra tay trước với Mặc Hỏa, mà muốn bao phủ lấy huyết mâu. Đạo tâm bất ổn, năm người Trình Mặc không thể phản kháng, giết chết trước. Bọn họ gặp được thần chủ chi mâu phải chết. Bọn họ giết hơn 10 huynh đệ của mình, cũng phải chết. Sát ý của tên đầu mục áo đen bắt đầu nổi lên. Mặc Hỏa trong nháy mắt liền nhận ra, ánh mắt của hắn ngưng trọng, cũng giơ ngón tay lên, muốn lấy thủy lao thuật tiến hành ngăn cản. Nhưng hai người còn chưa động thủ, tà mâu lại kịch liệt rung động, nó giăng đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Hỏa, thanh âm thần niệm càng thêm khàn khàn mà bén nhọn. Mặc kệ những xúc vật khác. Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Phía trên tà mâu thậm chí còn chảy ra máu tươi. Vẻ mặt đầu mục áo đen thống khổ, máu thịt trên trán run run mà vặn vẹo. Hắn không do dự nữa, lập tức chỉ linh kiếm lượn lờ ma khí về phía Mặc Hỏa, cắn răng nói. Cần tuân hiệu lệnh của thần chủ, ta giết tiểu quỷ này. Mặc Hỏa thần sắc cũng không sợ hãi, mà là hơi kinh ngạc. Một lát sau, đôi mắt hắn hơi sáng lên, lộ ra một tia giật mình. Thần chủ! Cuối cùng ta cũng bắt được cái đuôi nhỏ rồi. Khóe miệng Mặc Hỏa mỉm cười, sau đó thay đổi một bộ mặt nghiêm túc, kiêu căng nói. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi.
Đầu mục hắc y nhíu mày. Ánh mắt Mạc Hòa lạnh lẽo, hai ngón tay hợp thành kiếm, trên người không hiểu sao dâng lên một cỗ khí thế kiệt ngạo nguy hiểm. Chỉ là ma đạo nghiệt xúc, ta đây sẽ cho ngươi kiến thức một chút, pháp thuật hỏa diễm của ta lợi hại. Đầu mục áo đen bị khí thế của Mạc Hòa chấn nhiếp, đáy lòng trầm xuống. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tiểu quỷ này tuổi còn trẻ, lại có khí thế kinh người như thế, trong tay tất có một ít thủ đoạn áp đáy hòm. Hơn nữa, có thể khiến thần chủ chi mâu kiêng kỵ như thế, tất nhiên có chút kỳ quặc. Không thể vì hắn tuổi còn nhỏ mà khinh thường hắn. Tên đầu mục áo đen nắm chặt linh kiếm, ma khí kích phát, toàn bộ tinh thần đề phòng. Mạc Hòa thần sắc kiêu căng, ngón tay đột nhiên chỉ về phía trước, trong mắt lộ ra một tia sát khí. Vẫn hòa cấm thuật. Cấm thuật. Tên đầu mục áo đen nghe vậy, thần sắc đại chấn, lập tức vận khởi ma khí toàn thân, che ở trước người. Nhưng một lát sau, trước người cũng không có dấu hiệu pháp thuật cường đại đột kích. Đầu mục áo đen cúi đầu nhìn, trên người mình quấn lấy thủy quang màu lam nhạt, xiềng xích hình nước một mực khóa hắn tại chỗ. Căn bản không phải là cấm thuật hệ hỏa gì cả, mà là thủy khốn thuật. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, tiểu tử đối diện kia sớm đã nhanh như trước, chạy về phía xa, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng trơn trượt nho nhỏ. Tên đầu mục áo đen giật mình đứng một lát, một cỗ tà hỏa không nhịn được xông lên đầu, tức giận đến toàn thân hắn run rẩy. Tên chết tiệt, tiểu hỗn đản. Đôi mắt thần chủ ở phía trước, trường hợp nghiêm túc như vậy, hắn lại trêu đùa mình. Quả thực, hèn hạ vô sỉ đến cực điểm. Ta nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Hai mắt đầu mục áo đen đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn vung kiếm lên, ma khí cuồn cuộn, xoắn nát toàn bộ xiềng xích quấn trên người, muốn đuổi giết Mạc Hỏa. Chỉ là vừa mới rời bước, quay đầu liền thấy được đám người Trình Mặc. Hắn muốn nhân cơ hội này giết chết mấy người kia. Nhưng mà ở chỗ xa xa, trên người lại có thủy quang tỏa ra, thân pháp lại tăng nhanh. Nếu không đuổi theo, trì hoãn thời cơ, tiểu quỷ này càng không biết chạy trốn đi nơi nào. Đầu mục áo đen mắng một tiếng, ma khí quấn quanh thân, hóa thành một đạo hắc quang, bay vọt mấy cái, hướng Mạc Hỏa đuổi giết. Hắn sợ Mạc Hỏa chạy trốn. Cũng sợ Mạc Hỏa hội hợp với ưng khuyển của đạo đình ti. Cứ như vậy, hắn giết không được Mạc Hỏa, liền ngỗ nghịch mệnh lệnh thần chủ, sẽ gặp phải thần phạt đáng sợ. Trong lòng tên đầu mục áo đen sợ hãi, không nhịn được mà run lên. Cho nên, tiểu quỷ này hẳn phải chết. Đêm khuya trong núi rừng. Hai bóng người một trước một sau, một người trốn một người đuổi. Tên đầu mục áo đen đuổi theo một lát, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phương hướng tiểu quỷ này bỏ chạy, cùng vị trí tu sĩ đạo đình ti trái ngược. Đoán chừng là thần thức của hắn yếu, phạm vi cảm giác có hạn, cho nên không phát hiện được viện binh ở nơi xa, lúc này mới chạy loạn trong núi như ruồi không đầu. Cứ như vậy, liền cho mình cơ hội. Không có đám chó săn đạo đình ti kia cản trở, tất cả đều dễ xử lý. Chỉ cần đuổi kịp hắn, là có thể giết hắn. Một tiểu quỷ trúc cơ sơ kỳ mà thôi, huyết khí linh lực đều rất yếu, chỉ biết chút pháp thuật làm người ta buồn nôn, còn thích ẩn nấp, trốn trong bóng tối âm thầm hại người. Hôm nay mình mở thần mâu, được thần chủ chúc phúc, có thể nhìn thấu ẩn nấp của hắn. Hắn không còn thủ đoạn ẩn thân. Ngoài ra một ít pháp thuật ghê tởm, còn có thủ đoạn âm hiểm, chỉ cần đề phòng một chút, liền không thành vấn đề. Tiểu quỷ này có chấp cánh cũng khó thoát. Đầu mục áo đen cười lạnh một tiếng, tăng nhanh thân pháp, hướng Mạc Hỏa đuổi theo. Bóng lưng Mạc Hỏa có chút bối rối, tựa hồ sợ bị đuổi kịp, không quan tâm, liều mạng chạy về phía trước, thậm chí lộ ra vẻ có chút hoảng không chọn đường. Phương hướng hắn trốn rất lệch, hơn nữa càng trốn càng lệch. Mới đầu còn đi một ít đường núi rõ ràng, sau đó bị đuổi sát, không rảnh chú ý, đi đúng là đường núi gập ghềnh, sơn cốc hoang vắng, núi rừng tĩnh mịch. Trong mắt đầu mục hắc y, đây không khác gì tự tìm đường chết. Truy đuổi vẫn còn tiếp tục. Bóng đêm dày đặc như mực, ánh trăng lạnh như xương. Không biết chạy trốn bao lâu, ở trong một sơn cốc ba mặt đóng kín, cây khô mọc thành bụi, Mạc Hỏa rốt cuộc vẫn bị đuổi kịp. Linh kiếm của tên đầu mục áo đen vung lên, một đạo ma khí quấn lấy kiếm quang bổ về phía Mạc Hỏa. Trên người Mạc Hỏa lóe lên bóng nước, hiểm lại càng hiểm tránh được, chỉ là lúc rơi xuống đất thở hổn hển, nhìn vô cùng chật vật. Đầu mục áo đen cười lạnh, ngươi còn chạy nữa à? Sắc mặt Mạc Hỏa tái nhợt, vì sao muốn giết ta? Hắc y đầu mục từng bước một hướng Mạc Hỏa tới gần, trên mặt mang theo nụ cười khinh miệt, thần chủ muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Mạc Hỏa lui từng bước về phía sau, có chút sợ hãi hỏi. Vậy ngươi lừa bán tu sĩ,
cũng là phụng mệnh lệnh của thần chủ. Đầu mục áo đen vừa định nói gì, nhưng lời đến bên miệng, vẫn nhìn xuống, chỉ hừ lạnh nói. Ngươi còn chưa xứng biết. Hắn sải bước về phía trước. Mặc Họa còn đang lui về phía sau, thần sắc khẩn trương nói chíu chỉ đừng tới đây. Hắc y đầu mục thần thức băng hàn, trên thân kiếm ma khí thâm trầm, hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm động tác của Mặc Họa, phong tỏa lộ tuyến chạy trốn của Mặc Họa, từng bước, hướng Mặc Họa tới gần. Mặc Họa mắt như nai con, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. Nhưng điều này không dao động được chút nào, sát tâm lạnh lẽo của đầu mục áo đen. Mắt thấy bị ngăn ở góc, tránh cũng không thể tránh, Mặc Họa cắn răng nói, ngươi lại tới, ta. Tên đầu mục đã giơ kiếm lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ta qua đây, thì sao nào? Vẻ hoảng sợ trên mặt Mặc Họa biến mất, ánh mắt trong suốt thâm thúy, khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi lại tới, ta sẽ giết ngươi. Đầu mục áo đen ngẩn ra, sau đó đột nhiên trợn to mắt. Khóe mắt hắn lại thoáng thấy một tia lửa dưới lòng bàn chân. Vẫn là khí tức quen thuộc, vẫn là trận pháp quen thuộc. Hắc y đầu mục lần này còn muốn tránh, nhưng lại phát hiện mặt đất chẳng biết lúc nào đã sớm bày ra một mảng lớn trận pháp, căn bản không thể tránh khỏi. Lúc này trận pháp kích phát. Đạo đạo trận văn đỏ tươi, liên kết lẫn nhau, cấu thành mấy bộ trận pháp ly hỏa. Không kịp đầu mục hắc y nghĩ lại, trận pháp vừa mới cấu thành, nháy mắt đã nổ tung. Ánh lửa nổi lên bốn phía, ngọn lửa bốc lên. Cùng với mấy tiếng, ầm ầm, liên tiếp vang lên, đầu mục áo đen hoàn toàn bị ngọn lửa cắn nuốt. Trận pháp nổ tung, sinh ra linh lực hỏa diễm, tàn phá bừa bãi trong sơn cốc. Nhưng những ngọn lửa này, vừa tới gần Mặc Họa, liền trong nháy mắt tránh đi, tựa như không dám mạo phạm vị chủ nhân trận pháp này. Mặc Họa ở một bên, trong con ngươi ánh lửa tắt, lặng lặng nhìn đầu mục áo đen bị ngọn lửa chôn vùi. Qua hơn 10 hơi thở, ánh lửa yên tĩnh lại. Khói thuốc súng cũng tán đi, lộ ra thân ảnh của đầu mục áo đen. Trên người hắn đã bị ngọn lửa nổ cho mình đầy thương tích, vết cháy trải rộng, khăn che mặt cũng bị ngọn lửa đốt cháy, lộ ra khăn đen che mặt. Đây là một khuôn mặt coi như trẻ tuổi. Dù bị hỏa thiêu làm bị thương, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng lờ mờ. Mặc Họa không biết hắn, cho nên nhìn có chút lạ lẫm. Đầu mục áo đen vô thức muốn lấy tay che mặt, nhưng nghĩ tới thời gian dài như vậy, đã bị Mặc Họa thấy được, dứt khoát không muốn giấu đầu hở đuôi nữa. Bộ mặt thật bại lộ, đầu mục áo đen ngược lại tỉnh táo lại. Hắn lạnh lùng nhìn Mặc Họa, lần này, ngươi thật sự chết chắc rồi. Mặc Họa thở dài, lời này ngươi nói quá nhiều lần rồi, lỗ tai ta cũng mọc kén rồi. Nói xong Mặc Họa có chút đáng tiếc nói, ta có chết hay không thì không biết, nhưng vừa rồi thiếu chút nữa ngươi đã chết thật. Mặt tên đầu mục áo đen lộ vẻ tức giận, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu quỷ này, quá kiêu ngạo. Nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng chấn động, vô cùng khó hiểu. Ánh mắt đầu mục áo đen lạnh lùng nghiêm túc nhìn Mặc Họa, ngươi rốt cuộc bày ra trận pháp khi nào? Vì sao, ta vừa không nhìn thấy cờ trận, lại không nhìn thấy trận bàn? Mặc Họa cười tủm tỉm nói, ta không nói cho ngươi. Hắc y đầu mục không thể nhìn thấy bộ dạng đáng yêu đáng giận này, lúc này ma khí dâng lên, nắm kiếm xông về phía Mặc Họa. Cùng lúc đó, tâm mạch của hắn tuôn ra một đạo ma khí càng thêm dày đặc. Cỗ ma khí này hòa làm một thể với máu thịt của đầu mục áo đen, chữa trị thương thế của hắn, đồng thời cũng thay thế linh lực, lưu chuyển từ trong kinh mạch của hắn. Lúc đầu mục áo đen giơ kiếm, bởi vì bản thân bị trọng thương, chiêu thức còn có chút trì trệ. Nhưng sau khi ma khí cuồn cuộn, khí tức đột nhiên tăng vọt, tốc độ càng nhanh, uy lực của kiếm chiêu càng mạnh, ma khí quấn quanh trên thân kiếm cũng càng đậm đặc hơn. Hắn đang liều mạng, vận dụng bản nguyên ma khí, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết tiểu quỷ này. Kiếm khí lạnh thấu xương, ma khí tàn phá bừa bãi, muốn dồn Mặc Họa vào chỗ chết. Chỉ là mỗi khi kiếm khí hỗn hợp ma khí, muốn chém vào trên người Mặc Họa luôn có thể tránh được trong gang tấc. Đầu mục áo đen nhanh hơn một bước, Mặc Họa cũng nhanh hơn một bước. Giống như là kiếm bổ nước chảy. Mặc Họa lấy thân hóa nước, luôn có thể từ trong lưỡi kiếm chảy đi. Thần sắc của tên đầu mục áo đen chấn động. Thệ thủy bộ của Trương gia. Nghĩ lại hắn lại lắc đầu, không, không giống lắm. Thệ thủy bộ không tinh diệu mà quỷ dị như vậy. Đầu mục hắc y nhíu mày. Đúng lúc này, lòng bàn chân lóe lên ánh lửa. Hắc y đầu mục như chim hoảng sợ, lập tức nhảy đi. Sau đó trận văn cấu kết thành trận pháp, trong nháy mắt nổ tung, dù tốc độ thành trận rất nhanh, nhưng vẫn quá dễ thấy. Đầu mục áo đen bị nổ hai lần, sớm có đề phòng, vẫn là né tránh.
trận pháp không nổ đến hắn. Nhưng mặc dù như thế, ánh mắt của tên đầu mục vẫn kinh hãi như cũ. Lần này hắn thấy rõ ràng, không có trận kỳ, không có trận bàn, thậm chí không có trận môi, linh mực tự hành uốn lượn trên mặt đất, dựa theo kết cấu trận xu, tạo thành trận pháp. Không mai mối thành trận. Không. Đầu mục hắc y nhíu mày trầm tư, bỗng nhiên giật mình. Không phải vô môi thành trận, mà là lấy đất làm môi. Hòa thành trận pháp. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Hỏa, khó có thể tin nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Lại có quan hệ gì với Địa Tông? Mặc Hỏa ngẩn ra, sau đó nhíu nhíu mày. Người này, hiểu được thật nhiều. Rốt cuộc hắn có thân phận gì? Chỉ bằng mấy lần giao thủ này, liền phát hiện thân pháp của mình còn có một chút nhân quả cơ duyên trên trận pháp. Không thể lưu tên buôn người này lại được. Mà đầu mục áo đen, cũng không dám lưu Mặc Hỏa. Mặt của hắn bị Mặc Hỏa thấy được. Hơn nữa, thân pháp này của Mặc Hỏa, còn có trận pháp, vừa nhìn đã biết lai lịch bất phàm, có nhân quả không cạn. Nhất định phải giết sớm, sau đó tìm đồ tiên sinh để che giấu nhân quả, chấm dứt hậu hoạn. Cùng lúc đó, trán của hắn càng là truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Đây là đôi mắt thần chủ đang thúc giục hắn. Thúc giục hắn mau mau giết tiểu quỷ này. Trong loại thúc giục này, thậm chí còn mơ hồ mang theo một tia sợ hãi. Dường như thần mâu thông qua trận pháp của tiểu quỷ này, cảm giác được một vài thứ không thể diễn tả. Giết! Ánh mắt đầu mục hắc y trầm xuống, kiếm chiêu càng nhanh, ma khí càng hung, làm cho Mặc Hỏa không thể không toàn lực ứng phó, dùng thể thủy bộ tiến hành chu toàn. Dưới áp chế như thế, Mặc Hỏa căn bản không rảnh đi bày trận pháp. Đồng dạng, chỉ cần Mặc Hỏa hơi không cẩn thận, bị kiếm khí chém bị thương, hoặc là bị ma khí ăn mòn nhục thân, lập tức sẽ mất mạng tại chỗ. Thế công của tên đầu mục áo đen càng lúc càng nhanh. Mặc Hỏa mặc dù vẫn luôn ỷ vào thân pháp trốn tránh, nhưng rõ ràng càng ngày càng cố hết sức. Đúng lúc này, con mắt tà ác trên trán đầu mục áo đen đột nhiên sáng bừng lên, tản mát ra ánh sáng đỏ tươi, bao phủ Mặc Hỏa. Mặc Hỏa thần thức mặc dù có thể không bị tà mâu ảnh hưởng, nhưng đột nhiên bị huyết sắc bao phủ, thần thức khó tránh khỏi dừng lại, thân hình cũng có một tia trì trệ. Một tia trì trệ này, bị đầu mục áo đen bắt được. Hắn một kiếm đánh xuống, ma khí hóa thành cầu vồng, thẳng đến Mặc Hỏa. Mặc Hỏa cắn răng, thôi phát thần thức đến cực hạn, thể thủy bộ sinh ra một tia bóng chồng, thân hình nhanh hơn một phần, lúc này mới hiểm hóc tránh được đạo ma khí này. Nhưng thân hình hắn ta cũng mất cân bằng, bước chân bị chật, ai u, một tiếng, ngã xuống đất. Hắc y đầu mục cười lạnh, lại là một kiếm bổ tới. Một kiếm này, hắn thúc giục đại lượng ma khí, muốn một kiếm đem Mặc Hỏa mất mạng. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tránh cho trên người Mặc Hỏa còn mang theo linh khí hộ thân gì đó, hắn một kiếm không chém chết được, còn phải bổ thêm một kiếm nữa. Cho nên, một kiếm này, tụ lực lâu một chút. Chỉ cần tích lực thêm một chút thời gian, khi kiếm này bổ xuống, con người của tên đầu mục áo đen bỗng nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện, Mặc Hỏa không thấy đâu. Khóe mắt liếc qua, thấy được một tia thủy quang lam nhạt, vòng ra phía sau hắn. Phía sau, có một cỗ khí tức hỏa diễm đang ngưng kết. Trong lòng đầu mục áo đen run lên. Hắn không hiểu sao nghĩ tới câu nói trước đó của Mặc Hỏa. Ta đây sẽ cho ngươi kiến thức một chút, pháp thuật hỏa diễm của ta lợi hại. Vẫn hỏa cấm thuật. Sẽ không phải là, đạo vẫn hỏa thuật kia chứ. Tên đầu mục như gặp phải đại địch, hoảng sợ ngưng tụ ma khí thành áo giáp bảo hộ quanh người, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiêu hỏa cầu thuật đánh vào mặt hắn. Hỏa cầu thuật này chỉ là một hỏa cầu thuật bình thường. Uy lực không lớn, thậm chí còn không phá được ma khí của hắn. Càng giống như là một loại nhục nhã. Tên đầu mục áo đen trầm mặc một lát, thần sắc hoàn toàn dữ tợn. Tiểu súc sinh, ngươi còn chơi ta nữa hả? Đã sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không biết sống chết, ba lần bốn lượt trêu đùa mình. Khóe mắt của tên đầu mục áo đen như muốn nứt ra, ma khí như thủy triều, quay cuồng mãnh liệt. Hắn cầm trường kiếm trong tay, giống như phát điên, không quan tâm, liều mạng chém giết về phía Mặc Hỏa. Trong sân cốc, kiếm khí và ma khí đan xen phun trào. Kiếm khí chém ra từng vết kiếm, ma khí ăn mòn từng mảng cỏ cây. Thân hình Mặc Hỏa càng chật vật. Nhưng mặc dù như thế, hắn sẽ dành thời gian, ném một hai quả hỏa cầu thuật, đánh về phía trên mặt của đầu mục áo đen. Thương tổn không lớn, tính vũ nhục cực mạnh. Đầu mục áo đen sát ý càng nặng. Kiếm chiêu càng hung, vừa chém giết, vừa tràn ngập hận ý, châm chọc khiêu khích nói. Ngươi dùng cấm thuật thiêu đốt sao?
Chỉ có vậy. Chỉ có mấy quả cầu lửa. Trận pháp của ngươi không phải lợi hại lắm sao? Ngươi lại dùng. Tiểu súc sinh, để ta kiến thức một chút, pháp thuật hỏa diễm của ngươi lợi hại à? Không biết nhục mạ bao lâu, thần thức của tên đầu mục áo đen mệt mỏi, có chút hoảng hốt, lúc nhìn chăm chú lại. Mặc Họa lợi dụng khe hở này, thân hình chợt lóe, thủy quang chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất, lại biến mất khỏi tầm mắt của đầu mục áo đen. Cùng lúc đó, đầu mục áo đen lại ở sau lưng, cảm giác được khí tức của Mặc Họa, cùng với một tia khí tức hỏa diễm mỏng manh kia. Vẫn là cảm giác quen thuộc. Nhưng lần này, đầu mục áo đen chỉ khinh miệt cười lạnh một tiếng. Hắn không né tránh. Không có ma khí ngưng kết áo giáp. Cũng không có thi triển bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào khác. Mà là trở tay bổ một kiếm, ngưng tụ ma khí, muốn dùng hỏa cầu thuật, thuận tay làm thịt Mặc Họa. Nhưng kiếm chém được một nửa, đầu mục áo đen chợt cả kinh, khắp cả người phát lạnh. Hắn cảm giác được, khí tức sau lưng có chút không đúng. Không phải một quả cầu lửa, mà là đồng thời có hai quả cầu lửa ngưng kết. Sau khi quả cầu lửa ngưng kết, thoáng qua, thần thức cường đại áp bách truyền đến, sau đó có tiếng rít như xé rách. Dường như có thứ gì đó, sụp đổ, dung hợp. Theo đó, là một cỗ khí tức hỏa diễm vô cùng cô đọng, vô cùng nóng bỏng, linh năng tụ hợp áp xúc đến, thậm chí làm cho người cảm thấy sợ hãi. Bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh như băng. Ta đây sẽ cho ngươi kiến thức một chút, pháp thuật hỏa diễm của ta. Con ngươi của tên đầu mục áo đen rung động. Đây là... Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn muốn quay người, muốn vận chuyển ma khí bảo vệ quanh thân, nhưng đã không còn kịp nữa. Sau lưng đầu mục áo đen, Mặc Họa trà sát hai bàn tay nhỏ bé. Một viên thiên thạch ẩn chứa linh năng cường đại màu tím nhạt tụ lại mà thành. Sau đó hắn nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt đem thiên thạch này ấn ở sau lưng đầu mục áo đen. Linh năng khổng lồ phóng thích trong nháy mắt. Linh lực vặn vẹo, hỏa diễm mãnh liệt tàn sát bừa bãi. Đầu mục áo đen chỉ cảm thấy ngực như bị nhét vào gần trăm đạo hỏa bảo phù, đồng thời nổ tung, hỏa diễm đáng sợ đốt cháy huyết nhục, linh lực, ma khí của hắn đốt cháy, hủy diệt. Sau đó một đạo ánh lửa chói mắt biến sắc, từ ngực hắn phá vỡ. Vẻ mặt của tên đầu mục áo đen không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại thật sự là cấm thuật? Hắn cúi đầu nhìn về phía lỗ thủng lớn trên ngực mình bị đánh xuyên mà thiêu rụi, con người còn sót lại chấn kinh, sau đó dần dần mất tiêu. Thân thể của hắn cũng chậm rãi quỳ rạp xuống đất, không còn khí tức. Ngực tên đầu mục áo đen bị đánh thủng, chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Mặc Họa tiện tay ném hai quả cầu lửa, nổ lên người đầu mục áo đen, kiểm tra thi, xác định hắn thật sự sẽ không nhúc nhích. Sau đó lại lấy thần thức, thăm dò khí cơ của đầu mục áo đen, xác nhận linh lực của thi thể này trì trệ, khí tức đoạn tuyệt, là thật đã chết, lúc này mới yên lòng. Quá khó khăn. Mặc Họa thở dài thật dài. Chỉ dựa vào bản thân, giết một ma tu trúc cơ trung kỳ, thật sự là quá mệt mỏi. Muốn tính kế, muốn mai phục, muốn lừa gạt, phải đánh lén. Trận pháp, cấm thuật đều phải dùng tới. Lúc này mới có thể miễn cưỡng giết chết hắn. Trong lúc đó còn như dẫm trên băng mỏng, không thể có sai lầm, nếu không lấy thân thể nhỏ bé của mình, lỡ tay một cái, bị tên hắc y bại hoại này bắt lấy sơ hở, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Quá khó khăn. Nhưng cũng may, cuối cùng cũng làm thịt được. Mặc Họa lại thở phào một cái. Sơn cốc phong bế, hoang vắng yên tĩnh, không có người ở. Là Mặc Họa cố ý chọn nơi tán thân cho đầu mục hắc y này, che giấu tai mắt người, không ai phát hiện. Bây giờ đầu mục hắc y đã chết, Mặc Họa đang muốn lục soát thân thể hắn một chút, nhìn xem có đầu mối gì hay thứ gì khác hay không. Nhưng vừa tập trung nhìn vào, Mặc Họa lại không khỏi ngẩn ra, thần sắc khẽ biến. Tên đầu mục này rõ ràng đã chết, nhưng lại không giống như những kẻ buôn lậu khác, bị ma khí ăn mòn, huyết nhục hủ hóa, hóa thành một bãi nước đen. Nhục thể của hắn vẫn còn hoàn hảo. Mặc Họa phát giác được không đúng, cảnh giác lui về phía sau hai bước. Nhưng trong nháy mắt, gió tanh đột nhiên nổi lên. Mặc Họa cảm thấy, có thứ gì đó đột nhiên đến gần mình, nhưng trước mặt rõ ràng không có gì cả. Mặc Họa nhíu mày, sau đó ánh mắt thâm thúy, hoa văn chìm nổi, lấy thiên cơ tính toán, nhìn trộm chân tướng trong hư vô bốn phía. Trong nháy mắt thiên cơ mở mắt, đồng tử Mặc Họa co rụt lại. Trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt tà dị. Con mắt tà ác này, liền dán chặt ở trước mặt hắn, cách xa nhau không quá một ly. Mặc Họa có thể nhìn thấy rõ ràng, trong mắt tà có tơ máu nhô ra, hốc mắt đẫm máu, xúc tu quấn quanh màu đỏ nhạt, cùng với cảm xúc bạo ngược,
lạnh lùng, phi nhân, ẩn chứa trong con ngươi của Tả Mâu. Mặc Hòa bị con nhìn xấu xí này làm cho hoảng sợ, thần sắc kinh hoàng, vội vàng lui về phía sau. Nhưng con mắt tà ác này còn nhanh hơn hắn. Trong nháy mắt, xúc tu phía trên tròng mắt tà giống như là vạch tội ác nở ra, lít nha lít nhít, toàn bộ bám vào trên người Mặc Hòa, gắt gao dính lấy hắn. Cùng lúc đó, con mắt dị dạng cũng liều mạng chui vào cái trán trắng nõn của Mặc Hòa. Nó không thể không làm như vậy. Ký chủ ban đầu đã chết, không còn sinh cơ, nó không thể không tìm kiếm ký chủ mới, ký sinh ở trong máu thịt còn sống. Mà trong sơn cốc bốn phía đóng kín này, người duy nhất hoạt sinh sinh cũng chỉ có Mặc Hòa. Nó không có lựa chọn nào khác. Mặc dù trong lòng nó vẫn còn hoang mang, không hiểu, còn có phẫn nộ, có kiêng kỵ, cùng với một loại sợ hãi, không biết tên. Nhưng trước mặt thần diệt đạo tiêu, nó cũng không thể không lấy Mặc Hòa làm huyết nhục chi thai mới. Mặc Hòa cũng giống như bị xúc tu của Tà Mâu khống chế, mất đi phản kháng, mặc cho tà niệm màu máu ăn mòn. Kế hoạch của Tà Mâu dần dần thực hiện được. Tà niệm hóa thành xúc tu huyết nhục, chặt chẽ trói chặt thân thể của Mặc Hòa. Trên mắt tà, da thịt máu chảy đầm đìa bắt đầu rút đi, hóa thành một con màu vàng nhạt, đôi mắt mông lung mà uy nghiêm, từng chút chui vào trán Mặc Hòa, phá vỡ thức hải, tiến nhập thần thức của Mặc Hòa. Thức hải của Mặc Hòa cứng cỏi vượt quá dự liệu. Bởi vậy phá vào thức hải, bỏ ra thời gian khá dài. Sau khi tiến vào thức hải của Mặc Hòa, con mắt màu vàng kim nhạt bắt đầu vặn vẹo, một lần nữa ngưng tụ huyết nhục. Máu đỏ tươi, cuốn ngược hút vào, tụ lên trên mắt tà, dần dần ngưng tụ, ấp ra các loại máu thịt thối rữa, ngưng kết thành những mảnh máu thịt quái dị, cuối cùng chắp phá thành một bộ thịt yêu ma dị dạng cực lớn. Trên đầu yêu ma có sừng dê dữ tợn. Trên trán có một đôi mắt màu vàng nhạt. Tà mâu màu vàng lóe lên, thân thể yêu ma to lớn rung động, sau đó mở ra hai con mắt yêu ma màu máu, từ trên cao nhìn xuống, quan sát thức hải của nhân loại trước mắt này. Tuy nó tuổi thọ lâu dài, tôn quý phi phàm, từng ký sinh không ít, nô bộc, từng thưởng thức vô số tế phẩm, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc tán thán vì thức hải trước mắt. Thần thức thật tinh thuần. Hơn nữa nồng đậm như thế, dồi dào như thế. Có được thần thức hoàn mỹ như thế, tiểu quỷ nhân loại này, lấy ra làm tế phẩm, đều là phung phí của trời. Nếu không phải bản thân hắn, huyết mạch quá thấp kém, thậm chí có thể coi là vật chứa thần thai. Chỉ là... Ánh mắt của yêu ma sừng dê hơi trầm xuống, trong lòng khó hiểu. Vì sao, ta sẽ sinh lòng kiêng kỵ, thậm chí lòng sinh sợ hãi? Vì sao ta lại sinh ra sát ý đối mặt với sinh tử đại địch? Chẳng qua chỉ là nhân loại, là chó rơm của thần minh đại đạo. Tại sao ta lại cảm thấy sợ hãi? Ta rốt cuộc đang sợ cái gì? Ánh mắt yêu ma sừng dê nhìn quét bốn phía, nhưng không phát hiện chỗ khả nghi nào khác. Tà mâu màu vàng trên trán nó, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt uy nghiêm, nhưng dưới kim quang chiếu xạ, cũng không có gì dị thường. Yêu ma sừng dê cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng nghĩ lại, điều này dường như cũng bình thường. Tu sĩ có tu vi cao thâm, địa vị có cao tới đâu, nói cho cùng cũng chỉ là người. Danh lợi bóc đi thế tục, cùng với thần niệm bên ngoài, bên trong thế nhân, hoặc thô bỉ không chịu nổi, hoặc dơ bẩn sa đọa, hoặc là nông cạn gầy yếu. Ngoài kim ngọc ra, trong lòng nàng ta cũng thối rữa. Tu vi cường đại, ý niệm yếu đuối. Những tu sĩ như vậy chỗ nào cũng có. Huống chi tên tiểu quỷ trúc cơ sơ kỳ này. Đoán chừng cũng là bởi vì tuổi không lớn, chưa trải qua thế tục tạp dục nhuộm dần, mới có thần thức tinh khiết như thế. Còn có thể trông cậy vào hắn ta thế nào? Trong mắt yêu ma sừng dê lộ ra vẻ tham lam, khóe miệng nhe răng cười. Ăn hắn. Bất kể có âm mưu quỷ kế gì, ẩn nấp hung hiểm gì. Chỉ cần ăn, liền xong hết mọi chuyện. Con người vốn là mồi nhử của đại đạo, chó rơm của thần linh trời sinh đã thấp hèn. Có thể bị mình ăn hết, cũng là vinh hạnh của hắn. Ăn hết thần thức, lấy thức hải này làm giường ấm. Tên tiểu quỷ này, so với đám ngu xuẩn, ngu chung kia thì tốt hơn nhiều. Yêu ma sừng dê mở cái miệng máu tanh ra, bắt đầu hút vào trong thức hải tràn đầy thần thức tinh khiết. Thần thức vừa mới vào miệng, nó liền mở to hai mắt. Những thần thức này, quá mức ngon miệng. Thậm chí còn ngon miệng, không giống như là thần thức của nhân loại. Trong lòng yêu ma sừng dê khiếp sợ, tiếp theo ánh mắt tham lam, bắt đầu há to mồm, hút càng nhiều thần thức. Thần thức ngọt ngào khiến cả thể xác và tinh thần nó sung sướng. Hai con mắt màu máu của nó hơi nheo lại. Con mắt màu vàng kim trên trán cũng nổi lên kim quang, lộ ra vẻ lười biếng. Ngay khi yêu ma sừng dê chủ quan, nó cũng không phát hiện, một bóng người ẩn tàng chậm rãi tới gần nó.
Sau đó đạo thân ảnh này đột nhiên nhảy lên đỉnh đầu của nó. Một bàn tay nhỏ trắng nõn chợt hiện lên, đột nhiên chộp tới con mắt tà màu vàng ở đỉnh đầu nó. Dường như muốn trực tiếp nhổ đôi mắt màu vàng kim xuống. Nguy cơ ập đến, yêu ma sừng dây lúc này nhắm chặt con mắt thứ ba. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một chút. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia vẫn là xé ở phía trên mắt tà màu vàng, kình lực trên tay cực lớn, lập tức xé ra mấy vết thương, chảy ra chất lỏng màu vàng giống như máu. Chỉ là tay này rốt cuộc nhỏ hơn một chút, cũng chậm một chút, không có đem đôi mắt này chộp xuống. Yêu ma sừng dê đã nhắm lại con mắt thứ ba. Cùng lúc đó, móng vuốt sắc bén của yêu ma, kèm theo gió tanh, phẫn nộ chộp lên đỉnh đầu. Mặc Họa không có cách, chỉ có thể lại từ đỉnh đầu nó nhảy xuống, lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách, sau khi ổn định thân hình liền hiện ra. Mặt mày như vẽ, môi hồng răng trắng, giống như búp bê sứ. Thần niệm chi thể của hắn, bởi vì thần thức biến chất, hình thể gần như dừng lại, tuổi tác so với nguyên thân còn nhỏ hơn một chút. Yêu ma sừng dê thấy rõ bộ dáng của Mặc Họa, ánh mắt chấn kinh. Thần thức hóa thân, là tiểu quỷ. Tà mâu màu vàng trên trán bị Mặc Họa cào bị thương, đang ẩn ẩn đau đớn. Yêu ma sừng dê nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, nghĩ mà sợ, trong lòng càng tức giận. Tiểu quỷ thật hèn hạ. Hắn muốn làm gì? Trên bàn tay nhỏ của Mặc Họa còn dính kim huyết. Hắn đặt ngón tay dính máu vàng vào trong miệng liếm liếm, lập tức con mắt sáng rực. Là mùi vị này. Mùi vị của thần niệm cốt tủy màu vàng. Một màn này bị yêu ma sừng dê nhìn thấy, càng vừa sợ vừa giận, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi, nó run giọng khàn khàn cả giận nói. To gan. Ngươi dám cắn nuốt thần tủy. Thần tủy, Mặc Họa ngẩn ra, nhìn không được lại đưa ngón tay vào trong miệng mút mút, gật gật đầu, cười híp mắt khen ngợi. Mùi vị không tệ. Hai mắt của yêu ma sừng dê lập tức đỏ ngầu. Nó cảm thấy tôn nghiêm của mình bị vũ nhục. Thần cách của mình đã bị khinh nhờn. Phàm nhân vốn nên trở thành tế phẩm, bị thần minh hưởng dụng, vậy mà to gan lớn mật, uống vào thần tủy, nhấm nháp máu của thần minh. Cuồng vọng, vô tri, to gan lớn mật. Yêu ma sừng dê giận không kiềm được, nhưng khi nhìn lại, phát hiện bóng dáng tiểu quỷ đối diện kia, lại biến mất không thấy. Ẩn nấp. Đồng tử của yêu ma sừng dê hơi co lại. Vì sao mình không nhìn thấu được? Rõ ràng ở bên ngoài, là có thể nhìn thấu. Chẳng lẽ là bởi vì ở bên ngoài nhìn thấu là huyết nhục chi thai, mà ở trong thức hải này, không nhìn thấu được thần thức thể của hắn? Sao lại như vậy? Yêu ma sừng dê kinh hãi. Nhưng nó đã không rảnh suy nghĩ nhiều, bởi vì nó biết, một khi tiểu quỷ này ẩn nấp, bước công kích tiếp theo, rất nhanh sẽ đến. Quả nhiên, một lát sau, thần niệm khí tức phía bên phải nhoáng lên, một bóng người nhỏ nhảy dựng lên, hướng về phía đầu của yêu ma sừng dê đánh ra một quyền. Yêu ma sừng dê dùng mình, lập tức quay người, cũng vung quyền nghênh đón. Một nắm tay nhỏ trắng nõn, cùng một nắm đấm yêu ma cực lớn huyết nhục dữ tợn, oanh kích lại với nhau. Lực lượng thần niệm cường đại chấn động ra. Nắm tay nhỏ của Mặc Họa hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng trên nắm tay của yêu ma lại có thêm từng tia vết máu. Trong lòng yêu ma sừng dê hoảng sợ. Tiểu quỷ này, rốt cuộc là thứ gì? Thần thức của tu sĩ nhân loại lại áp đảo phía trên tà niệm yêu ma. Mà cuối cùng có thể trải qua một phen, thể tu, Mặc Họa, mắt đầy hưng phấn, vung nắm đấm, lại đánh lên. Yêu ma sừng dê ra sức nghênh chiến. Nhưng mặc dù thân thể khổng lồ, máu thịt dữ tợn, nhưng vẫn rơi xuống hạ phong. Không đúng. Yêu ma sừng dê ánh mắt tàn khốc, lần này đánh đòn phủ đầu, móng vuốt sắc bén màu đỏ tươi đột nhiên cào về phía Mặc Họa. Mặc Họa dùng thệ thủy bộ, linh hoạt tránh đi. Yêu ma sừng dê có được khe hở này, con mắt tà màu vàng trên trán lại mở ra. Một vệt kim quang, từ trong đôi mắt tà dị bắn ra, chiếu lên trên người Mặc Họa. Trên người Mặc Họa lại nổi lên mấy sợi tơ màu vàng kim nhạt, giống như cốt tủy. Yêu ma sừng dê thần sắc kinh hãi, thanh âm sắc nhọn mà khàn khàn nói. Ngươi không phải là người. Mặc Họa ngẩn ra. Yêu ma sừng dê ánh mắt rung động nói. Tỏa vào thần thể, kết làm thần thai. Ngươi, rốt cuộc là ấu thai của thần quân phương nào? Mặc Họa sừng sốt một chút. Nhưng sau đó yêu ma sừng dê lại nhíu mày, hoang mang nói. Không, vẫn không đúng. Ngươi có căn cơ đạo hóa thần niệm, nhưng vì sao thần tủy lại mỏng manh như vậy? Vì sao không có dấu hiệu, thực tế? Vì sao nhân tính tràn đầy, mà thần tính không được tinh tường? Điều đó không có khả năng. Yêu ma sừng dê ánh mắt lợi hại, nhìn Mặc Họa. Thần vị của ngươi,
từ đâu mà đến? Ăn hương hỏa phương nào? Thụ ý là người phương nào tín phụng? Quyền bính của ngươi ở đâu? Đạo mà ngươi phụng là cái gì? Mặc Hòa bị nó hỏi đến phát mộng. Thần thai, đạo hóa, thần tủy, thực tự, còn có thần vị, hương hỏa, quyền bính. Yêu ma xấu xí sừng dê này, hỏi đều là những thứ gì, hắn nghe mơ mơ hồ hồ. Đây chẳng lẽ là, tri thức của thần linh? Mình không biết phải làm sao bây giờ. Mặc Hòa trừng mắt nhìn, quyết định giả vờ giả vịt, thần sắc lạnh lùng, ngẩng đầu ưỡn ngực, làm ra một bộ dáng cao cao tại thượng, kiêu căng. Những thứ này, ngươi còn không xứng biết. Sắc mặt của yêu ma sừng dê trầm xuống, nhưng giận mà không dám nói gì. Nếu tên nhóc này là thần thai thật sự thì trong thức hải sẽ ấp nở một vị thần linh không rõ nào đó, chỉ dựa vào thân thể tàn phế của một con mắt như mình thì cơ bản không làm gì được nó. Nếu là thần thai, vậy thì tốt rồi. Sợ hãi vừa rồi, hẳn là đến từ kiêng kỵ đối với thần linh chi thai hoàn chỉnh. Hơn nữa, ánh mắt của yêu ma sừng dê hơi trầm xuống. Mặc dù không biết thần thai này chiếm cứ thần vị gì, nhưng khí tức trên thần vị của hắn lại có vài phần tương tự với mình. Dường như cũng đến từ đại hoang. Đoán chừng còn có vài phần sâu xa. Cũng không biết, thần vị này của hắn, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Mặc Hòa thấy yêu ma sừng dê này, bị mình hù dọa, trong lòng vui mừng, lại sụ mặt, nghiêm túc chất vấn. Ngươi phạm vào cấm kỵ của ta. Yêu ma sừng dê trong lòng rùng mình, ánh mắt ngưng trọng. Mặc Hòa lại nói ra lai lịch của ngươi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Yêu ma sừng dê thần sắc uy nghiêm nói. Ta chính là chủ nhân đại hoang. Mặc Hòa như mày, nói hưu nói vượn, chủ nhân đại hoang, chính là chủ nhân đại hoang, làm sao lại nhỏ yếu như vậy? Mặc Hòa muốn nghe ngóng thêm một vài thứ. Nhưng ai biết được lời ấy vừa nói ra, sắc mặt của Dương Giác yêu ma liền đại biến, ánh mắt âm lãnh nói. Ngươi không phải thần quân. Trong lòng Mặc Hòa, lộp bộp, nhảy dựng. Ánh mắt yêu ma sừng dê ngưng tụ lại, thần quân sẽ không hỏi loại vấn đề nông cạn này, ngươi là giả, ngươi cái gì cũng không biết. Mặc Hòa bất đắc dĩ. Đây là chỗ xấu của tri thức tu đạo. Không, tu, thần, tri thức thiếu thốn. Nghĩ không hiểu giả bộ hiểu, nhưng vừa đụng phải, người trong nghề, hai câu liền lòi đuôi. Ta vừa tỉnh, quên. Mặc Hòa tìm một cái cớ, muốn ứng phó một chút. Yêu ma sừng dê lại cười lạnh nói, thứ khắc vào bản nguyên, sao có thể quên. Mặc Hòa bị vạch trần, có chút thẹn quá hóa giận. Tên quái dị sừng dê này, cho mặt mũi mà không cần. Không cho ta giả vờ giả vịt, vậy ta sẽ không giả vờ, trực tiếp làm thịt ngươi. Mặc Hòa không nói hai lời, thoáng qua lại biến mất, lúc xuất hiện trở lại, đã đến trước mặt Dương Giác yêu ma, một quyền đánh về phía mặt của Dương Giác yêu ma. Yêu ma sừng dê đan hai tay vào nhau, chặn một quyền này. Nhưng trên cánh tay nó lại bị đánh ra vết sách, thân thể cũng không tự chủ được lui về phía sau, trong lòng khiếp sợ. Tiểu quỷ này, vì sao thần niệm hóa thân cường đại như thế? Hắn rốt cuộc có phải thần hay không? Không đợi hắn nghĩ kỹ, Mặc Hòa lại vọt lên, giản dị tự nhiên, lại là một quyền. Yêu ma sừng dê lại ngăn cản. Cứ như vậy, bị Mặc Hòa đánh không ít nắm đấm, yêu ma sừng dê không khỏi giận dữ. Buồn cười. Nói nhiều năm như vậy, áp đảo trên vạn linh thiên địa, cũng chưa từng nhận qua khuất nhục như thế, lại bị một tiểu oa tử, xem thành, bao cát. Tà mâu màu vàng trên trán yêu ma sừng dê đột nhiên trợn to. Phía trên có thần tủy màu vàng nhạt, giống như huyết dịch, chảy khắp toàn thân yêu ma. Thân thể của yêu ma sừng dê trong nháy mắt tăng vọt, da thịt từ màu đỏ như máu dần dần biến thành màu vàng nhạt. Toàn bộ thân hình cũng tản mát ra uy thế kinh người. Mặc Hòa trong lòng cả kinh, bất quá ôm thái độ thử một lần, vẫn là một quyền đánh tới. Yêu ma sừng dê màu vàng nhạt khinh miệt cười một tiếng, trở tay một cái tát, liền đem Mặc Hòa phiến bay đi. Mặc Hòa té trên mặt đất, trượt một đoạn đường. Sau khi dừng lại, chậm rãi bỏ lên. Thần niệm hóa thân của hắn vô cùng kiên cường dẻo dai, trên người không có thương thế gì. Nhưng so đấu, sức mạnh, đơn thuần rõ ràng không phải là đối thủ của yêu ma sừng dê này. Yêu ma sừng dê nhìn Mặc Hòa, lạnh lùng nói. Tiểu quỷ được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự cho rằng ta không thể giết ngươi. Mặc Hòa thở dài, có chút bất đắc dĩ. Làm thể tu tuy rằng chơi vui, nhưng quá mệt mỏi. Gặp được loại khó giải quyết này, cũng không dễ đánh thắng. Yêu ma sừng dê thấy Mặc Hòa, trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Tiểu quỷ này, còn có thủ đoạn khác. Hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Sau đó hắn chỉ thấy Mặc Hòa, chỉ về phía hắn. Đồng tử của yêu ma sừng dê hơi co lại,
Sau đó liền thấy trên người mình có xiềng xích thủy hệ màu lam nhạt quấn quanh, khóa chặt thân thể tản niệm của mình. Thần niệm chi thuật. Yêu ma sừng dê nhíu mày, sau đó trên người lóe lên kim quang, giãy giụa thoát khỏi thủy lao thuật. Nó lại muốn hướng Mạc Họa xung phong mà đi, liền phát hiện chẳng biết lúc nào, lòng bàn chân đã có đường vân màu đỏ hiện lên, ánh lửa đan xen. Đây là trận pháp. Yêu ma sừng dê ánh mắt chấn động, đột nhiên nhìn về phía Mạc Họa, thanh âm ngưng trọng nói. Ngươi quả nhiên không phải thần minh. Mạc Họa hơi kinh ngạc. Có ý gì đây? Dùng trận pháp, không phải là thần minh sao? Thần minh không thể dùng trận pháp. Mặc dù trong lòng hoang mang, nhưng Mạc Họa cũng không nhàn rỗi, lúc này dẫn bạo ly hỏa trận. Ánh lửa nuốt hết yêu ma sừng dê. Một lát sau, ánh lửa tiêu tán, yêu ma sừng dê lộ ra thân hình, máu thịt màu vàng nhạt trên người đã có vết nứt. Mặc dù có chút chật vật, nhưng thần sắc của yêu ma sừng dê lại bình tĩnh lạ thường. Khóe miệng của nó thậm chí còn lộ ra vẻ tươi cười. Trong thức hải, hiền hóa trận pháp. Bản tôn sống nhiều năm như vậy, ăn nhiều tu sĩ như vậy, tu sĩ có thể hiển hóa trận pháp trong thức hải, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ngờ, ngươi còn nhỏ tuổi, lại có thể làm đến một bước này. Nhưng chút trình độ ấy trận pháp, vẫn là không đủ. Cái trán của yêu ma sừng dê bắt đầu nứt ra. Con mắt màu vàng kim tà dị kia từ trong trán nhô ra, xúc tu du tán đến không trung, tản ra bàng bạc, không thể kháng cự, nguyên tử uy áp của thần minh. Chỉ cần là người, vậy thì dễ làm rồi. Người đối với thần linh trong lòng còn có kính sợ, là khắc vào trong thần hồn. Ta đây liền để ngươi cảm nhận được, uy nghiêm chân chính đến từ bản nguyên thần minh. Tà mâu màu vàng lập tức rung động, kim quang trong mắt đại trướng. Một cỗ đạo ẩn ẩn chứa quy tắc cường đại không biết, trong nháy mắt tràn ngập ra. Mạc Họa bị kim quang bao phủ, thần sắc đại biến. Hắn đang cố gắng giãy giụa, nhưng tựa hồ lại bị kim quang chi uy chấn nhiếp, toàn thân không thể động đậy. Sau một lát, thần sắc hắn dần dần ngốc trệ, mất đi chống cự. Yêu ma sừng dê lộ ra nụ cười lạnh. Chỉ là nhân loại, cũng dám phản kháng thần minh. Tà mâu màu vàng rung động, tựa hồ đói khát khó nhịn. Nó muốn hưởng thụ cái này khó được, đủ để sánh với thần thai tế phẩm. Từng xúc tu huyết nhục, từ trên mắt tà duỗi ra, giống như chói, cương thi, một mực chói lại Mạc Họa đã mất đi chống cự. Sau đó lại kéo Mạc Họa về, đưa cho nó cái miệng to như chậu máu. Răng nanh dày đặc, miệng khổng lồ như vực sâu. Khóe miệng của yêu ma sừng dê thậm chí còn chảy nước miếng thèm nhỏ dãi. Nhưng ngay tại thời khắc sắp đưa Mạc Họa vào trong miệng, bị trói thành bánh trưng, Mạc Họa vẻ mặt dại ra, bỗng nhiên trước mắt, giảo hoạt cười cười. Yêu ma sừng dê sững sờ, lập tức ý thức được cái gì, càng nhiều xúc tu hướng Mạc Họa cuốn tới. Đôi mắt Mạc Họa sáng ngời, thấp giọng nói. Mở. Mặt đất đột nhiên hiện lên mảng lớn trận pháp. Ly Sơn Hỏa Táng Phục Trận. Những trận pháp này giăng khắp nơi, liên kết với nhau, hình thành một trận đồ khổng lồ. Đường núi lồi lên, hình thành lao ngục, triệt để vây khốn thân thể máu thịt của yêu ma sừng dê. Lít nha lít nhít ly hỏa nổ tung, thiêu đốt từng cái xúc tu. Mạc Họa đột nhiên giãy giụa, tránh thoát xúc tu trói buộc, sau đó lập tức nhảy dựng, nhảy đến trên ót yêu ma sừng dê, đối với con mắt tà màu vàng kim nhô ra kia, lộ ra một nụ cười ngây thơ vô tả. Tà mâu màu vàng hoảng sợ. Nó tản mát ra thần uy mãnh liệt hơn, nhưng Mạc Họa lại không bị ảnh hưởng chút nào. Nó muốn rụt về, nhưng Mạc Họa căn bản không đồng ý. Hai bàn tay nhỏ bé của hắn vồ một cái, gắt gao nắm con mắt tà kia ở trong tay, như là bắt được bảo vật, sau đó cắn răng, dùng hết khí lực, liều mạng kéo ra bên ngoài. Kèm theo tiếng kêu vô cùng chói tai. Con mắt màu vàng kim tà ác này bị Mạc Họa từ tà niệm của yêu ma sừng dê hóa thành thân thể máu thịt. Cứ thế mà rút ra. Sau đó Mạc Họa thừa cơ, thả người rời đi. Ly hỏa phục trận trên mặt đất, hoàn toàn nổ tung, đốt cháy tất cả huyết nhục và xúc tu của yêu ma màu máu. Tà mâu màu vàng bị Mạc Họa nắm trong tay, cả người rung động. Thần niệm của con người, không thể không sợ uy nghiêm của thần linh. Nó lớn tiếng quát. Ngươi không phải là người. Ngươi cũng không phải thần minh. Ngươi, đến tột cùng là thứ gì? Mạc Họa nhìn thần mâu màu vàng nhạt. Nhìn không được liếm liếm môi. Ta là ăn thần người. Ăn người của thần. Đồng tử tà mâu màu vàng bỗng nhiên co rụt lại, sau đó hốc mắt kịch liệt rung động, tơ máu màu vàng nhô ra, ẩn chứa trong đó cảm xúc vô cùng hoảng sợ. Nó rốt cuộc hiểu rõ mình rốt cuộc đang kiêng kỵ cái gì, đang sợ hãi cái gì. Người chỉ là súc vật của thần, là chó rơm của thần.
Súc vật làm sao xứng ăn thần? Hoang đường, vô tri. Giọng nói của con mắt màu vàng kim sắc bén mà vặn vẹo. Dám cả gan khinh nhường uy nghiêm của thần. Tiểu quỷ ngu xuẩn, ngươi căn bản không biết ngươi đang làm cái gì, ngươi xúc phạm cấm kỵ đáng sợ đến mức nào. Mặc Họa vẻ mặt nghi hoặc. Ta chỉ thuận miệng nói, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Tốt xấu là một thần, một chút hàm dưỡng cũng không có. Tơ máu trên mắt tà màu vàng, lại dữ tợn lồi ra vài phần. Nó đã quen nhìn tín đồ cúi đầu quỳ lạy nó, đối với tu sĩ nó ti tiện xưng tụng, nó không chịu nổi một tiểu quỷ nhân loại, lời nói chào phúng vô lễ như thế. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi. Đào rỗng huyết nhục của ngươi, cắt đi tạng phủ của ngươi, hút khô thần thức của ngươi, lấy thức hải của ngươi làm ấm giường, khiến ngươi biến thành thần nô, đời đời kiếp kiếp bị bản tôn nô dịch, trọn đời không thể siêu thoát. Tà mâu màu vàng lạnh lùng nói. Mặc Họa ngẩn ra. Tà thần này, rất ác độc, dễ dàng mang thù như vậy. Cũng không biết nó đến tột cùng là lai lịch gì. Mặc Họa suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đôi mắt hơi sáng lên, ra vẻ kiêu căng, khinh thường nhìn đôi mắt tà ác này, dùng khẩu khí vô cùng khinh bỉ nói. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi chính là bại tướng dưới tay ta, thân thể yêu ma bị ta bầm thây vạn đoạn, trong mắt to cũng bị ta móc xuống, lập tức sẽ bị ta ăn, lấy cái gì uy hiếp ta? Tà mâu màu vàng nghe vậy, lại đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nó dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mặc Họa, giọng nói khàn khàn mà khô khốc, hàm chứa tức giận. Vô tận đại hoang, ngàn vạn thần hài, trăm vạn yêu ma, chúng sinh sô cẩu, sinh linh hèn mọn, ngươi khinh nhẫn thần linh, cuối cùng có một ngày sẽ chết không có chỗ chôn. Ánh mắt Mặc Họa hơi chấn động. Vô tận đại hoang, ngàn vạn thần hài, có ý gì? Ý là đại hoang chi thần phân hóa ngàn vạn, có vô số thần chi hài cốt. Con mắt này cũng chỉ là một trong những hài cốt. Chủ nhân của đại hoang mạnh như vậy sao? Mặc Họa nhíu mày, hình như mình chọc vào một cái sọt lớn. Nhưng mà, cái này hình như cũng không tránh được, tà thần muốn giết mình lại không thể thật sự giống như súc sinh, không nhúc nhích, mặc cho nó xâm lược. Hơn nữa, đồ đưa tới cửa, nếu không, ăn, hình như có chút không quá lễ phép. Mặc kệ, Mặc Họa quyết định, trước tiên ăn hết trong mắt to của tà thần màu vàng này. Chủ nhân của đại hoang, ngàn vạn thần hài. Đã có nhiều như vậy, nhiều một cái hay thiếu một cái, ảnh hưởng không lớn. Mình vụng trộm, ăn, một người, hắn ta cũng chưa chắc biết. Nhưng ăn thế nào đây? Ăn trực tiếp sao? Mặc Họa nhìn đôi mắt màu vàng xấu xí kia, có chút không thể hạ miệng. Mặc Họa lại nhìn chằm chằm đôi mắt tà dị này một hồi, bỗng nhiên ngẩn ra, phát hiện có chút không đúng. Tà mâu màu vàng này bị Mặc Họa nắm chặt trong tay, không thể giãy ra, giống như đã cam chịu số phận, nhưng sâu trong tà mâu vẫn có một ánh mắt tối nghĩa lưu truyền. Nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không chú ý đến. Có điểm không đúng. Mặc Họa nhíu nhíu đôi mày thanh tú. Con mắt to này, trong lòng còn có ý đồ xấu, nó còn đang tính toán cái gì? Nhưng nó đang tính toán cái gì đây? Mặc Họa suy nghĩ một chút, phát hiện mình một chút đầu mối cũng không có. Nó là hài cốt của tà thần, tuân theo một bộ phận ý chí của tà thần, đến tột cùng có thủ đoạn gì, có át chủ bài nào, chính mình một mực không biết. Tri thức của thần linh, bản thân là vô cùng thiếu thốn. Lỡ như ăn nó, bị ý chí của tà thần ăn mòn, ô nhiễm đạo tâm, sự tình sẽ không tốt. Thần minh không giống yêu ma. Thần niệm của thần linh ẩn chứa thần tủy, có bản chất khác với yêu ma bình thường. Chính mình ngồi thiền minh tưởng, có thể tuân thủ nghiêm ngặt tâm mình, bình ổn tà niệm của yêu ma, nhưng chưa hẳn có thể ngăn chặn ý chí của thần minh. Huống chi, vị thần linh này còn là một tà thần. Bất luận nghĩ như thế nào, nguy hiểm cũng vẫn rất lớn. Loại tình huống này, vẫn là bảo hiểm một chút tương đối tốt. Mặc Họa khẽ gật đầu. Hắn nắm lấy tà mâu màu vàng kim, đi về phía trung tâm thức hải. Tà mâu màu vàng vốn yên tĩnh, bỗng nhiên phát hiện một tia không ổn, chất vấn. Tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi xem một thứ tốt. Mặc Họa vừa đi vừa nói. Dự cảm bất an trong lòng tà mâu màu vàng kim càng trở nên mãnh liệt. Trong lòng nó có chút khó tin. Trên người tiểu quỷ này, chẳng lẽ còn giấu bí mật gì? Thậm chí có thể để cho nó bản năng cảm thấy sợ hãi. Sau một lát, một cỗ khí tức thâm ảo phong cách cổ xưa tràn ngập ra. Tà mâu màu vàng chợt cứng ngắc. Dường như nó cảm nhận được một khí tức vô cùng cổ xưa, ẩn chứa đại đạo, phảng phất như thần linh. Sau đó nó liền nhìn thấy, trong thức hải chẳng biết lúc nào, nổi lên một tấm bia tàn.
Tà mâu màu vàng khiếp sợ. Bia. Tà mâu khác thường, cũng bị Mạc Họa nhạy bén nhận ra, hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không? Nhận biết tấm bia này. Tà mâu màu vàng quan sát đạo bia một chút, thu liễm cảm xúc, cười lạnh nói. Một tấm bia cổ xưa không trọn vẹn mà thôi. Mạc Họa đôi mắt to trong suốt, nghi ngờ nhìn chằm chằm tà mâu. Tà mâu màu vàng hơi rung động, nhưng cũng không lộ ra dị dạng. Nó cũng thật sự không biết lai lịch của tấm bia đá này. Chí ít, tấm bia cổ này cùng với những tấm bia cổ trong trí nhớ truyền thừa của viễn cổ thần linh đều khác biệt. Trong mắt Mạc Họa càng ngày càng nghi ngờ. Tà mâu màu vàng run lên, nhưng vẫn lộ ra một tia khinh miệt, lạnh lùng nói. Cho nên, thứ ngươi để cho ta xem, chính là khối bia này. Mạc Họa lại nhìn con mắt tà dị màu vàng này, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên cười một tiếng nói. Không phải, là thứ càng đẹp hơn. Tà mâu màu vàng cảm thấy có chút không đúng. Mạc Họa liền dùng hai cánh tay bắt lấy nó, đem nó ấn đến một góc của đạo bia. Tà mâu màu vàng bất ngờ không đề phòng, liền thấy được một vệt màu đỏ. Hết tập 46.